Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 11. Soạt. Một luồng gió mạnh cuốn lấy võ đài, gò má một vài nhà giàu cách võ đài tương đối gần bị quẹt qua gây đau đớn. Uy lực của một đao này kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Tốc độ đao rất nhanh. Kỷ lục cao nhất của Yagyu Itu Mamoru là một giây chém ra 29 nhát đao. Loại tốc độ này, Diệp Bắc Minh vốn không thể nào phản ứng kịp. Chết đi. Chữ, đi, vừa dứt, tiếng, răng rắc, giòn giã truyền tới. Diệp Bắc Minh tiện tay túm cổ tay của Yagyu Itu Mamoru, con mẹ nó một đao này lại không thể nào chém xuống. Cho dù ông ta dùng sức như thế nào, một tay của Diệp Bắc Minh giống như kìm nhổ đinh, không lay chuyển chút nào. Mày! Yagyu Itu Mamoru ngơ ngác, con người co thắt kịch liệt. Diệp Bắc Minh cười nhạt, 23 năm trước, phòng đấu giá Sotheby ở Giang Nam. Các người liên thủ ra tay với một người phụ nữ, có ấn tượng không? Con người Yagyu Itu Mamoru chấn động, ngược lại hít một hơi khí lạnh, rít. Ông ta thông minh đến mức nào? Lập tức đoán ra thân phận của Diệp Bắc Minh. Người phụ nữ kia, mày là con trai của bà ta. Diệp Bắc Minh mỉm cười, chúc mừng ông, đáp án chính xác. Anh túm lấy cánh tay của Yagyu Itu Mamoru, coi như chó chết, dùng sức ném. Dầm! Cơ thể Yagyu Itu Mamoru hung hăng đập vào võ đài. Lôi đài lập tức đập thành cái hố hình người. Yagyu Itu Mamoru nổ chết tại chỗ. Thi thể khảm vào trong võ đài, lõm xuống rất sâu. Tất cả mọi người toàn thân run rẩy, da đầu tê dại. Đây là người sao? Diệp Bắc Minh không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nhàn nhạt nói, cô Lý, ân tình đã trả cô, cáo từ. Xoay người rời đi. Để lại mọi người phía sau lưng hiện lên vẻ kinh sợ. 3 giây sau. Hiện trường bùng nổ, hoàn toàn sôi sùng sục. Ba anh em nhà họ Lý sắc mặt trắng bệch. Khóe mắt Kimura Suke liên tục giật giật, ngược lại hít một hơi lạnh. Bóng dáng Diệp Bắc Minh in sâu vào trong đầu ông ta. Diệp Bắc Minh đi ra phía ngoài nhà họ Lý. Lúc ra cửa, anh gặp phải một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam cao 1m8. Tướng mạo anh tuấn, vênh váo nghênh ngang. Cô gái eo thon, ngực nhô cao. Khuôn mặt xinh đẹp, giữa vùng trán mang vẻ kiêu ngạo. Diệp Bắc Minh mặt đối mặt với bọn họ, không ai có ý nhường đường. Cô gái kia nhướng mày, dùng ánh mắt tỏ ý Diệp Bắc Minh, nhường đường. Diệp Bắc Minh không phản ứng. Hừm, cậu thanh niên kia hừm lạnh, lập tức qua đụng độ Diệp Bắc Minh. Cách Diệp Bắc Minh còn nửa mét, một luồng nội kình mạnh mẽ bộc phát ra. Diệp Bắc Minh ngay cả tay vẫn chưa đưa ra, dựa vào nội lực đánh bay cậu thanh niên ra ngoài. Anh! Cô gái căm tức nhìn theo bóng lưng Diệp Bắc Minh, nhưng Diệp Bắc Minh vẫn không dừng bước, rời khỏi nhà họ Lý. Lâm Thương Hải và Vương Trường Sinh vội vã đuổi theo. Cô gái không có thời gian quan tâm mấy thứ này, vội vàng xông đến bên cạnh cậu thanh niên, em trai, em có sao không? Phụt! Cậu thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực, gãy xương sườn. Cô gái tức giận hét lên như sấm, em trai, chỉ mặc kệ hắn là ai. Nhà họ Tiêu cổ võ chúng ta sẽ không buông tha cho người này đâu. Gia tộc cổ võ từ bao giờ phải chịu thua thiệt vậy? Lại còn ở xã hội bình thường. Ra khỏi nhà họ Lý. Diệp Bắc Minh dừng bước, Vương Trường Sinh, có chỗ nào yên tĩnh không, tôi muốn bế quan. Vương Trường Sinh trả lời, thầy à, tôi còn có mấy căn biệt thự ở Vịnh Nước Cạn. Đi, đi Vịnh Nước Cạn. Diệp Bắc Minh không phí lời. Ba người chạy đến Vịnh Nước Cạn bằng tốc độ nhanh nhất. Đi vào một căn biệt thự lớn 5 tầng độc lập. Diệp Bắc Minh bảo hai người đứng canh bên ngoài. Một mình đi vào đại sảnh. Ngồi xếp bằng xuống. Bù! Hình ảnh trước mắt thay đổi. Lập tức hiện lên cảnh tượng bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Vì lúc ở nhà họ Lì, tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở Diệp Bắc Minh, bởi vì thực lực của anh đã đề thăng, có thể tiến vào tầng thứ 2 tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Cho nên, Diệp Bắc Minh mới gấp gáp rời đi như vậy. Anh đến trước của lớn tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Chìa tay đặt trên cửa, cửa lớn ầm ầm mở ra. Tầng 1 vốn chỉ có 3 bệ đá, trong góc bỗng xuất hiện thêm một cầu thang đi lên tầng 2. Diệp Bắc Minh leo lên tầng 2. Vẫn là 3 sân thượng nhô ra. Đi tới sân thượng đầu tiên.
Một quyển sách xuất hiện trước mắt anh. Kinh Lôi Trảm. Diệp Bắc Minh đọc ba chữ trên bìa sách. Mở trang thứ nhất. Con người co lại kịch liệt. Mẹ nó, võ kỹ cấp thần thượng phẩm. Diệp Bắc Minh hít một hơi khí lạnh. Cấp bậc võ kỹ chia thành thiên địa huyền hoàng. Từ cao xuống thấp. Phẩm cấp chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Võ giả bình thường có được một quyển võ kỹ cấp hoàng, có thể hưởng thụ được cả đời. Có võ kỹ cấp huyền, có thể thành lập gia tộc võ đạo. Võ kỹ cấp địa vô cùng hiếm có. Võ kỹ cấp thiên ít lại càng ít, có lẽ chỉ có võ giả cấp võ tông trở lên mới có thể tạo ra võ kỹ cấp thiên. Hồi còn tập võ ở núi Côn Luân, thứ Diệp Bắc Minh học đều là võ kỹ cấp thiên. Nhưng cũng chưa từng thấy một quyển võ kỹ cấp thần. Tầng thứ hai tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại có một quyển võ kỹ cấp thần. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nóng như lửa, tháp Càn Khôn Chấn Ngục, Kinh Lôi Trảm này thật sự là võ kỹ cấp thần. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhàn nhạt trả lời, nói nhảm, bổn tháp Chấn Ngục cho tới bây giờ chưa từng lừa gạt người khác. Diệp Bắc Minh kích động, võ kỹ cấp thần có hiệu quả gì? Cậu tự thử đi, giải thích cũng vô ích, bản thân tự lĩnh hội mới là thật. Được, để tôi thử chút. Diệp Bắc Minh gật đầu. Ngồi xếp bằng xuống. Mở cuốn bí tịch võ kỹ Kinh Lôi Trảm. Ghi nhớ vào trong đầu tất cả khẩu quyết tâm pháp, đường dây vận hành khinh mạch phía trên. Một giờ sau. Kinh Lôi Trảm. Diệp Bắc Minh đột nhiên bùng nổ. Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay anh. Một kiếm chém ra. Ầm. Khi kiếm khí tung hoành, lại một đường sấm từ trên người giáng xuống. Đường sấm chỉ nhỏ bằng chiếc đũa, nhưng xuất hiện lại vô cùng chân thật. Mẹ kiếp, một kiếp chém ra một đường lôi điện. Diệp Bắc Minh kích động. Lôi điện này chỉ lớn bằng chiếc đũa. Nhưng đủ khiến người ta kích động. Thử nghĩ một chút, lúc chiến đấu đột nhiên xuất hiện một đường thiên lôi tát chết đối thủ là trải nghiệm gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ nhẹ một tiếng, cũng chẳng tính là gì. Bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, cậu trèo càng cao thì sẽ càng nhìn thấy võ kỹ không thể tưởng tượng nổi. Kinh Lôi Trảm, cũng chỉ là võ kỹ quá độ mà thôi. Diệp Bắc Minh khiếp sợ, võ kỹ quá độ đều là cấp thần. Nhìn lại sự kích động. Diệp Bắc Minh đi đến sân thượng nhô ra thứ hai. Vẫn là một quyển công pháp. Lạc Nhạn Kiếm Pháp. Võ kỹ thượng phẩm cấp thần. Rít. Diệp Bắc Minh hít một hơi lạnh, lại là một quyển võ kỹ cấp thần. Mở ra xem. Diệp Bắc Minh có chút thất vọng. Đây là võ kỹ tu luyện của con gái. Nội lực của Diệp Bắc Minh quá bá đạo. Đi ngược lại những phương pháp tu luyện nhẹ nhàng này. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, quay về liên lạc với mấy sư tỷ, sao chép cho mỗi chị một bản. Ánh mắt nhìn về phía sân thượng nhô ra thứ ba. Bất diệt kim thân quyết. Phẩm cấp, không rõ. Bất diệt kim thân quyết. Vừa nghe tên liền thấy không tồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, tháp Càn Khôn Chấn Ngục, phẩm cấp võ kỹ này ngay cả ông cũng không biết sao. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đúng vậy. Sao ông không biết? Tôi không phải gì cũng biết hết. Đây chẳng phải võ kỹ tháp Càn Khôn Chấn Ngục thu thập ư, tại sao ông cũng không biết phẩm cấp? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục buồn bực. Nhóc con, trên đời võ kỹ không biết phẩm cấp có rất nhiều. Võ kỹ đều do con người sáng tạo, phẩm cấp cũng là con người đánh giá. Nhớ, phẩm cấp không thể đại diện cho tất cả, người tu luyện võ kỹ mới là trọng điểm. Võ giả hàng đầu dùng võ kỹ cấp hoàng thấp nhất cũng có thể giết võ tông. Diệp Bắc Minh gật đầu, bày tỏ đồng ý với lời giải thích của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Anh mở bất diệt kim thân quyết, cẩn thận nghiên cứu. Cuối cùng, anh phát hiện đây là một bộ võ kỹ luyện thể. Dùng các loại biện pháp đặc thù, phối hợp dược liệu tôi luyện cơ thể. Trang cuối cùng trong công pháp nói, bất diệt kim thân quyết tu luyện đến cuối, dù vũ trụ hủy diệt người cũng không sao. Quá khoa trương rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cảm giác độ đáng tin không cao. Nhưng có còn hơn không? Luyện thử trước. Anh ngồi xuống bắt đầu tu luyện bất diệt kim thân quyết. Khi Diệp Bắc Minh tu luyện, nhà họ Lý, Cảng Đảo. Lý Gia Hinh và ba anh em nhà họ Lý đều có mặt. Trước mặt là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Cậu thanh niên tên Tiêu Dịch, người phụ nữ tên Tiêu Tuệ. Cả hai đều đến từ nhà họ Tiêu cổ võ. Nhà họ Tiêu mặc dù được gọi là thế gia cổ võ, nhưng lại nổi tiếng với đan dược. Bọn họ đến Cảng Đảo là để cứu mạng ông cụ Lý.
Tiêu Dịch ôm ngực, xương gãy đã được nối trị, dù thằng kia là ai, em cũng phải khiến hắn chết. Em lớn thế này cũng chưa từng tức giận như vậy. Chị, hắn dựa vào cái gì? Giọng điệu Tiêu Dịch vô cùng oán độc. Tiêu Tuệ gật đầu, mặt đẹp lạnh lùng, em trai yên tâm, tên đó chắc chắn phải chết. Cô ta nhìn về phía Lý Gia Hinh, cha camera không có, anh thanh niên đó rốt cuộc là ai? Ba anh em nhà họ Lý nhìn nhau. Trong mắt mang theo ý cười. Bọn họ cũng xem qua camera, người đó lại chính là Diệp Bắc Minh. Cái này, Lý Gia Hinh có chút khó xử. Diệp Bắc Minh vừa giúp cô ta lên làm chủ nhà họ Lý. Vậy mà lại đặc tội với nhà họ Tiêu cổ võ. Tiêu Tuệ nghiêm mặt, sao hả, người này đi ra từ nhà họ Lý, cô muốn nói mình không quen sao? Ông cả Lý Chí Nhân cười nói, Gia Hinh à, cháu như vậy là không được rồi. Dù Diệp Bắc Minh có mạnh đi chăng nữa cũng không có tư cách làm tổn thương người nhà họ Tiêu, cháu muốn bao che cho hắn. Lý Gia Hinh căm tức nhìn Lý Chi Nhân, bác cả, bác. Cô quen hắn. Tiêu Tuệ bước ra, đến trước mặt Lý Gia Hinh. Một luồng khí thế võ linh đè ép xuống. Phốc! Lý Gia Hinh không ngăn được uy áp của Tiêu Tuệ, quỳ xuống ngay tại chỗ. Cô ta cắn răng, cô Tiêu, anh Diệp làm em trai cô bị thương. Chuyện này tôi bằng lòng chịu trách nhiệm và bồi thường cho hai người. Ánh mắt Tiêu Tuệ rét lạnh, cô nói cái gì? Tiêu Dịch cũng lạnh băng nhìn sang. Trong con người mang theo ý tứ chết chóc. Lý Gia Hinh chịu áp lực cực lớn. Cơ thể đang run rẩy. Mồ hôi sau lưng toát ra, ngay cả quỳ cũng không vững, không ngừng run rẩy. Cô ta nhắm mắt, cô Tiêu, Lý Gia Hinh tôi bằng lòng chịu trách nhiệm, mong cô đừng tìm anh Diệp gây phiền phức. Lý Gia Hinh biết gia tộc cổ võ kinh khủng thế nào. Dù Diệp Bắc Minh mạnh đi chăng nữa, có bối cảnh phía chính phủ. Tuyệt đối cũng không phải đối thủ của gia tộc cổ võ. Diệp Bắc Minh giúp cô ta một lần, cô ta không thể qua sông rút ván. Muốn gánh vác chuyện này. Ha 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 ha. Tiêu Tuệ cười. Tiêu Dịch lắc đầu, chị, người phụ nữ này thật thú vị. Em khá thích cô ta, hay là chúng ta cứ quyết định như vậy. Tiêu Tuệ quay đầu, kinh ngạc nhìn em trai, hả? Em trai cô ta rõ ràng có tính cách bị trừng mắt cũng phải trả thù. Sao đột nhiên lại rộng lượng như vậy? Tiêu Dịch liếc nhìn Tiêu Tuệ. Tiêu Tuệ trong nháy mắt hiểu ra, cô ta gật đầu, em trai, cứ theo lời em nói đi. Tiêu Dịch nở nụ cười, Lý Gia Hinh, nếu cô bằng lòng muốn chịu trách nhiệm chuyện này, cậu đây cho cô một cơ hội. Chúng tôi ở cảng đảo khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này, bất cứ lúc nào cô cũng phải ở bên tôi, bao gồm cả ngủ cùng buổi tối. Cô hiểu chứ? Lý Gia Hinh ngẩng đầu lên. Cơ thể run rẩy. Tiêu Dịch nhìn chúng cô ta. Ba người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn cũng sững sờ. Tiêu Dịch thấy cô ta không trả lời, cười như không cười, cô không muốn. Lý Gia Hinh im lặng chừng 3 phút. Sau đó nói ra một chữ, được. Tiêu Dịch hài lòng gật đầu, được, các người có thể đi rồi, cậu đây muốn nghỉ ngơi. Lý Gia Hinh rời đi như cái xác di động. Tiêu Tuệ nhướng mày, em trai. Sao em vẫn cứ như vậy? Tiêu Dịch bật cười, chị, cô ta quả thật rất đẹp. Hơn nữa chúng ta là gia tộc Đan Hoàng, công pháp em tu luyện cần thải âm bổ dương. Hơn nữa, Lý Gia Hinh không phải đã trở thành gia chủ nhà họ Lý sao? Đối phó với phụ nữ chỉ có một kiểu, chỉ cần làm chuyện đó với cô ta, về sau nhà họ Lý không phải sẽ do chúng ta định đoạt. Còn ông cụ Lý kia, chị cảm thấy cần phải cứu sao? Tiêu Tuệ vẫn cau mày, em trai, ông cụ Lý và nhà họ Tiêu chúng ta có chút quan hệ. Hơn nữa là gia chủ bảo chúng ta đến cứu người, nếu ông cụ Lý chết, e rằng không dễ nói. Tiêu Dịch lắc đầu, chị à, chị không nói, em không nói, ai biết được chứ. Một ông cụ già bình thường, chết thì chết thôi. Nhà họ Lý gia sản lớn, lẽ nào chị không muốn khống chế sao? Có nhà họ Lý làm con bài. Sau này chúng ta cạnh tranh với mấy người nhà họ Tiêu kia cũng nắm chắc hơn. Tiêu Tuệ cân nhắc thiệt hơn, không nghĩ nhiều nữa. Tiêu Dịch nhìn thấy đã thuyết phục được chị, sắc mặt lập tức lạnh băng, còn cái tên Diệp Bắc Minh kia, làm sao em bỏ qua cho hắn được? Chị, giúp em điều tra rõ tất cả tin tức của hắn. Đột nhiên, Tiêu Dịch quát lớn một tiếng, ông đây phải giết cả nhà hắn. Mặt đầy dữ tợn. 2 giờ sau. Diệp Bắc Minh đã tu luyện thành công tầng thứ nhất bất diệt kim thân quyết.
Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chúc mừng, nhóc con, thiên phú của cậu quả thật kinh người. Mấy người trước kia tôi cộng sinh, một người tu luyện nhanh nhất cũng mất 10 ngày mới lĩnh hội tầng thứ nhất của Bất Diệt Kim Thân Quyết. Bây giờ, cậu đã có thể dùng thân xác chống cự được đạn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, vốn dĩ tôi đã có thể tay không bắt đạn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ cười, vậy cũng không giống nhau. Cậu tay không bắt đạn là dùng nội lực cản đạn. Thân xác chống cự được đạn là sử dụng cường độ của da và máu thịt. Chờ khi cậu tu luyện thành công tầng thứ hai, đại pháo cũng không đánh chết được cậu. Diệp Bắc Minh có chút không ngờ, mạnh vậy sao? Mở mắt ra. Diệp Bắc Minh vẫn ngồi trong phòng khách biệt thự ở Vĩnh Nước Cạn. Mặt trời ngả về phía tây. Gần trạng vạng tối. Anh giơ tay lấy ra Lạc Nhạn kiếm pháp, chụp ảnh từng trang một. Sau đó gọi điện cho Thập Sư Tỷ. Sư Tỷ, em có đồ tốt cho chị. Tiểu sư đệ, đồ tốt gì mà nghĩ đến Sư Tỷ? Vương Như Yên đang ở Long Đô, cô ấy nhận điện thoại. Trong điện thoại truyền đến tiếng của Thiên Quân Vạn Mã. Chắc hẳn Sư Tỷ anh đang ở quân doanh. Diệp Bắc Minh cười nói, một bộ công pháp, em gửi hình cho chị. Vương Như Yên nhàn nhạt trả lời, được. Cô ấy đổi sang phần mềm nói chuyện. Vừa nhìn thấy công pháp Diệp Bắc Minh gửi qua. Điện thoại lập tức im lặng. Khoảng 10 giây sau, Vương Như Yên mặt đầy khiếp sợ nói, tiểu sư đệ, công pháp thượng phẩm cấp thần thích hợp cho phụ nữ tu luyện. Đúng vậy. Em lấy ở đâu vậy? Vương Như Yên hô hấp dồn dập. Mặt đẹp bứt rứt đến đỏ bừng. Dù là qua điện thoại, Diệp Bắc Minh cũng có thể cảm nhận được hô hấp của cô ấy. Diệp Bắc Minh cười nói, cái này sư tỷ không cần phải để ý, chỉ cứ cầm tu luyện đi. Vương Như Yên sắp phát điên, trở nên rất kích động, tiểu sư đệ, em đừng hời hợt như vậy, em có biết điều này ý là gì không? Từ xưa đến nay, tu võ của phụ nữ vốn chậm hơn đàn ông. Không có phụ nữ nào có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao, chứ đừng nói đến sáng tạo ra công pháp thích hợp cho phụ nữ tu luyện. Càng chưa nói đến công pháp cấp thần. Trên cấp thần, nhất phẩm nhất trọng thiên. Sự khác biệt giữa cấp thần hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cũng như khác biệt giữa cấp thần và cấp thiên. Vương Như Yên nói liền một hơi. Vô cùng kích động. Ngực cô ấy phập phồng kịch liệt. Hoàn toàn không thể bình tĩnh. Diệp Bắc Minh có thể cảm nhận được Vương Như Yên kích động thế nào. Khiếp sợ ra sao? Anh khẽ mỉm cười, Thập Sư Tỷ, chị đừng kích động, về sau còn tốt hơn. Vương Như Yên im lặng. Một lát sau cô ấy mới nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, công pháp này em lấy ở đâu? Ngàn vạn lần đừng để ai biết, tin này nếu truyền ra ngoài, dù là gia tộc cổ võ cũng sẽ tìm đến em gây phiền phức. Diệp Bắc Minh cười đầy thả lỏng, Thập Sư Tỷ, chị yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có ai biết. Đồ trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, anh không chủ động nói ra thì không ai có thể biết được. Ok. Vương Như Yên không hỏi thêm nữa, công pháp này tốt quá, đừng để mình chị tu luyện, chia sẻ cho các sư tỷ khác đi. Diệp Bắc Minh cũng có suy nghĩ này. Ban đầu khi còn ở núi Côn Luân, mọi người đều cùng học bản lĩnh của 99 sư phụ. Nhưng chỉ Diệp Bắc Minh là học nhiều nhất. Được, em gửi cho các sư tỷ khác. Sau khi cúp điện thoại, anh gọi cho cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào. Cửu sư tỷ không khỏi kích động, hôn gió mười mấy lần với Diệp Bắc Minh trong điện thoại. Sau đó anh lại gọi cho bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ. Với thân phận đại soái long hồn của Lục Tuyết Kỳ, cô ấy không cách nào duy trì ổn định, lập tức nhảy cẫng lên. Diệp Bắc Minh cũng liên lạc phía bên thất sư tỷ. Liễu Như Khanh kinh ngạc. Một giờ sau, Diệp Bắc Minh cúp điện thoại. Giải thích một giờ với bốn sư tỷ. Thật sự còn mệt hơn so với chiến đấu trong một giờ. Điện thoại vừa dứt. Đột nhiên, sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, cảm giác có cái gì không đúng. Cách 500 mét, có ba chiếc ô tô màu đen đang lao tới. Bên trong lại có ba võ hoàng sơ kỳ. Năm võ vương đỉnh phong. Dù là ở đâu, đây cũng là lực lượng đáng sợ. Đủ ám sát vua của một nước nhỏ. Đến tìm mình. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên cười nhạt, rốt cuộc là ai? Đẩy cửa lớn biệt thự. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi ra. Thiếu chủ, thầy, Lâm Thương Hải và Vương Trường Sinh canh giữ hơn 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Diệp Bắc Minh đã xuất quan. Trời sắp tối. Tốc độ 3 chiếc xe ô tô màu đen kia rất nhanh, không chút kiêng kỵ lái đến cửa biệt thự. Ai vậy?
Lâm Thương Hải sững sờ. Vương Trường Sinh nghiêm túc, ông ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ba chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, tám người từ trên xe bước xuống. Ba võ hoàng sơ kỳ. Năm võ vương đỉnh phong. Luồng sát khí tấn công vào mặt. Thậm chí có thể khiến người ta cảm nhận được mùi máu tanh trên người bọn họ. Tám người tản ra, vây xung quanh biệt thự. Đề phòng đám Diệp Bắc Minh chạy trốn. Diệp Bắc Minh nhìn tám người, không có ý muốn trốn, điện huyết hồn. Người đàn ông cầm đầu đội một chiếc mũ rộng vành. Vô cùng lạnh lẽo. Chính là huyết ảnh. Trên mặt huyết ảnh treo lên nụ cười u ám, mày thật thông minh, đi theo bọn tao hay để bọn tao ra tay. Chỗ bạn bè nhắc nhở một câu, người của bọn tao mà ra tay. Có lẽ sẽ chặt đứt tứ chi và móc hết mắt của mày. Chỉ để lại cho mày cái lưỡi có thể nói chuyện được. Bảy người khác bật cười hài hước. Hắc hắc. Diệp Bắc Minh chẳng buồn phí lời. Vèo. Trực tiếp ra tay. Mục tiêu đầu tiên chính là người mạnh nhất, huyết ảnh. Anh giống như quỷ, xuất hiện trước mặt huyết ảnh. Giơ tay đánh ra một quyền. Huyết ảnh kinh hãi, cái gì? Mày dám? Tốc độ của Diệp Bắc Minh sao có thể nhanh như vậy? Hắn theo bản năng giơ tay đánh lại một quyền của Diệp Bắc Minh. Răng rắc. Một tiếng giòn giã. Quả đấm của huyết ảnh trực tiếp sụp đổ. Xương vỡ nát. A. Huyết ảnh kêu thảm một tiếng, trong mắt đều là lửa giận. Vừa muốn ra tay phản kích, quyền thứ hai Diệp Bắc Minh đánh đến. Đánh vào tim huyết ảnh. Bùm. Ngực huyết ảnh trực tiếp nổ tung, cơ thể chia năm xẻ bảy, hóa thành xương máu. Chết. Rít. Đám người của điện huyết hồn nhìn thấy cảnh này, ngược lại hít một hơi lạnh, tất cả đều sợ đến choáng váng. Giống như nhìn thấy quỷ, không ngừng lui về phía sau. Mày chính là sát thần. Con người của bảy người co thắt kịch liệt, lão phí chết dưới tay mày. Bọn họ kích động muốn chửi bậy. Bọn họ còn tưởng rằng bên cạnh Diệp Bắc Minh có cao thủ tuyệt thế bảo vệ, cho nên mới đến nhiều người như vậy. Sau khi điều tra cẩn thận, trong biệt thự này chỉ có ba người Diệp Bắc Minh, Lâm Thương Hải, Vương Trường Sinh. Thực lực của Vương Trường Sinh mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của bảy sát thủ hàng đầu điện huyết hồn bọn họ. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh lại một quyền đánh chết huyết ảnh. Tin tức có nhầm lẫn. Con mẹ nó, Diệp Bắc Minh chính là sát thần. Đi mau. Người của điện huyết hồn vô cùng dứt khoát. Bọn họ cũng không ngốc. Vèo, vèo, vèo. Chia thành bảy hướng xông ra ngoài. Chỉ có chia nhau hành động mới có khả năng mang mạng về. Hai người Lâm Thương Hải và Vương Trường Sinh ngơ ngác, đứng tại chỗ trợn tròn mắt, cằm suýt rơi xuống đất. Tám cao thủ thực lực khủng khiếp đánh tới, bọn họ còn tưởng rằng có một trận ác chiến. Ai ngờ sau khi Diệp Bắc Minh một quyền trong nháy mắt giết huyết ảnh, bảy người khác lập tức bị dọa sợ bỏ chạy. Diệp Bắc Minh buồn cười, muốn đi mà được à? Anh đuổi theo một võ hoàng tốc độ nhanh nhất. Võ hoàng này sợ muốn hộc máu. Mẹ nó! Tốc độ ông đây rõ ràng là nhanh nhất, tại sao phải đuổi ông đây chứ? Ông ta vừa xông ra 50 mét, Diệp Bắc Minh liền đuổi giết đến. Một cước đạp sau lưng ông ta. Sức mạnh chục ngàn cân nện xuống. Võ hoàng này ngay cả sức lực phản kháng cũng không có, bị đánh thành xương máu. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn lâu, xông về phía một võ hoàng cuối cùng. Võ hoàng này cách 100 mét nhìn thấy đồng độ một cước đạp thành xương máu, sợ đến hồn bay phách lạc. Thân pháp Diệp Bắc Minh giống như quỷ, trong 5 giây liền xông đến. Một quyền đánh ra. Một chùm xương máu nở rộ. Võ hoàng thứ 3 chết. Còn 5 võ vương đỉnh phong cũng chưa chạy đến 100 mét. Diệp Bắc Minh tiếp tục đuổi giết 5 võ vương đỉnh phong. Nhà họ Lý, Cảng Đảo. Trong khuê phòng của Lý Gia Hinh, cô ta vừa uống xong một ly cà phê, đột nhiên cảm thấy mê man, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Hô, hô, hô. Hô hấp Lý Gia Hinh trở nên vô cùng dồn dập. Mặt đẹp đỏ ửng, toàn thân nóng bừng, không khống chế được cơ thể mình. Nguy rồi, bị người ta bỏ thuốc, Lý Gia Hinh phản ứng kịp. Muốn đi gọi người hỗ trợ. Vừa đứng dậy, cơ thể sụi lơ nằm trên đất. Két. Cửa phòng bị người ta đẩy ra. Tiêu Dịch cười đều đi vào, đây là đan dược tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô, trên đời này không người phụ nữ nào có thể cản được. Tiêu Dịch từ trên cao nhìn xuống Lý Gia Hinh.
giống như nhìn con mồi. Chỉ cần cô cầu xin tôi liền giúp cô. Lý Gia Hinh bỏ ra cửa. Tiêu Dịch xoay người đóng cửa phòng. Lý Gia Hinh tuyệt vọng. Tiêu Dịch ngồi xuống ghế sofa, giễu cợt nhìn Lý Gia Hinh, khó chịu lắm đúng không? Bỏ qua đây, cầu xin tôi có thể giúp cô giải quyết. Hô hô hô. Lý Gia Hinh miệng lớn thở dốc, căm tức nhìn Tiêu Dịch, anh quá đáng. Ha 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 ha. Tiêu Dịch càn rỡ bật cười, chờ lát nữa còn có thứ quá đáng hơn. Lý Gia Hinh cắn môi đỏ mọng, toàn thân giống như có 10.000 con kiến bỏ qua. Tay cô ta run run lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại. Alo, anh Diệp, cứu tôi. 8 người điện huyết hồn chết 7. Võ Vương Đỉnh Phong cuối cùng bị Diệp Bắc Minh bắt lại, ném trên đất như chó chết. Ầm, mặt đất đập thành một cái khe hở. Toàn thân người này run rẩy, sắc mặt trắng bệch, môi bầm đen. Gần như sắp bị dọa cho chết. Con mẹ nó quá dọa người. Đây chính là võ hoàng đó. Một quyền đã bị đánh nổ. Cả đời Phùng Hòa Bình chưa từng thấy qua loại người nào như này. Điện huyết hồn đặt cho Diệp Bắc Minh cái tên sát thần, hoàn toàn không sai. Lâm Thương Hải khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Vương Trường Sinh trong lòng chấn động, mình chọn cậu ấy làm sư phụ, quả đúng không sai chút nào. Diệp Bắc Minh ngồi trên một băng đá, nói đi, điện huyết hồn các người tại sao giết tôi? Phùng Hòa Bình không dám giấu giếm, nói ra từng câu từng chữ, điện chủ biết cậu là con trai của người phụ nữ 23 năm trước. 5 năm trước, nhà họ Diệp Giang Nam bị diệt, chỉ có mình cậu chạy thoát. 5 năm sau, cậu mang theo thực lực võ đạo đáng sợ như vậy quay về, điện chủ cho rằng trong tay cậu có công pháp tu luyện của người phụ nữ kia. Cho nên sai hộ pháp huyết ảnh ra tay, đưa cậu về điện huyết hồn. Diệp Bắc Minh cười. Anh còn chưa đi tìm điện huyết hồn, người của điện huyết hồn đã tìm đến cửa. Vừa rồi ông nói tôi là sát thần, lại là chuyện gì thế? Phùng Hòa Bình sửng sốt, lão phí là võ hoàng sơ kỳ, chết trong nhà Lưu Bán Thành ở Long Đô, chúng tôi nghi ngờ có người giết chết lão phí. Điện chủ gọi người giết chết lão phí là sát thần. Chỉ là... Diệp Bắc Minh thích thú nhìn Phùng Hòa Bình, chỉ là các người không ngờ lão phí gì đó là tôi giết. Phùng Hòa Bình ngược lại hít một hơi khí lạnh, rốt cuộc cậu có thực lực gì? Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Giết đi. Thứ anh muốn biết cũng đều biết rồi. Người này giữ lại cũng vô ích. Rõ. Lâm Thương Hải tiến lên, chuẩn bị giết Phùng Hòa Bình. Chờ chút, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Phùng Hòa Bình hét lớn. Ông ta biết Diệp Bắc Minh sẽ giết mình. Không phải trò đùa. Người phụ nữ 23 năm trước vẫn chưa chết, tôi biết tung tích của bà ta. Diệp Bắc Minh quả nhiên dừng lại, lạnh như băng nhìn Phùng Hòa Bình, ông nói gì? Ông biết tung tích của mẹ tôi, bà ấy ở đâu? Một luồng sát khí lạnh băng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao phủ Phùng Hòa Bình. Giống như bị một sát thần thật sự nhìn xuống. Phùng Hòa Bình nằm trên đất, giọng nói run rẩy, người phụ nữ kia thực lực rất khủng khiếp. Bởi vì bà ta mang thai, cho nên không dám ra tay với chúng tôi. Chúng tôi đuổi giết bà ta từ Giang Nam đến Long Đô, sau đó lại đuổi đến Cảng Đảo. Đến vùng biển quốc tế, bà ta biến mất. Về sau chúng tôi chỉ nhìn thấy một con tàu chở hàng của đảo quốc Đông Doanh ở vùng biển quốc tế. Đây là nơi cuối cùng điện huyết hồn chúng tôi nhìn thấy bà ta, lời tôi nói đều là thật, Diệp Bắc Minh, cậu hãy tin tôi. Phùng Hòa Bình nói một hơi. Miệng to thở hổn hển. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, nói như vậy, mẹ tôi có khả năng đi đến Đông Doanh. Phùng Hòa Bình gật đầu, thật sự rất có khả năng. Khi ấy người Đông Doanh cũng cần đan dược của người phụ nữ kia, nếu như người Đông Doanh ra tay, quả thật có khả năng này. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Sau mấy giây, anh quyết định đi đến Đông Doanh một chuyến. Soạt, ánh mắt trầm xuống, rơi trên người Phùng Hòa Bình. Giơ tay lên. Phùng Hòa Bình sợ hãi, Diệp Bắc Minh, tin tức tôi cũng đã nói cho cậu biết rồi, cậu còn muốn giết tôi. Soạt, soạt, soạt. Ba cây kim bạc đâm vào cơ thể Phùng Hòa Bình. Quay về nói với điện chủ của điện huyết hồn, không bao lâu nữa, điện huyết hồn sẽ biến mất khỏi thế giới này. Toàn thân Phùng Hòa Bình chấn động. Mặt đầy khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu muốn gì, cậu muốn điện huyết hồn biến mất. Phùng Hòa Bình há miệng. Không khép lại được. Tút tút tút. Lúc này,
Điện thoại của Diệp Bắc Minh reo lên. Lý Gia Hinh gọi đến. Ấn nút nghe. Alo, anh Diệp, cứu, cứu tôi. Một tiếng, răng rắc, truyền tới, là tiếng của dòng điện. Điện thoại của Lý Gia Hinh hình như bị người nào đó giẫm nát. Diệp Bắc Minh nhướng mày, Lý Gia Hinh xảy ra chuyện. Ánh mặt Tiêu Dịch rét lạnh, giẫm nát điện thoại của Lý Gia Hinh, đá sang một bên. Cầu cứu. Cô cảm thấy còn có người cứu nổi cô sao? Tiêu Dịch chậm rãi ngồi xuống, một tay túm gò má Lý Gia Hinh. Lý Gia Hinh há miệng, cắn ngón tay Tiêu Dịch. Tiêu Dịch đau nhức. Con mẹ nó, đồ gái điếm, dám cắn tao. Bốp, một cái tát giáng xuống. Khuôn mặt Lý Gia Hinh trong nháy mắt xuất hiện dấu bàn tay. Con điếm, nếu không phải tránh cho cậu đây lát nữa mất hứng, vừa rồi cái tát này có thể tát chết mày đấy. Tiêu Dịch cười nhạt, túm tóc Lý Gia Hinh. Trực tiếp ném cô ta lên giường. Lý Gia Hinh muốn bỏ dậy. Toàn thân nóng rực như lửa. Một chút sức lực cũng không có. Hô hấp cô ta ngày càng dồn dập. Ánh mắt mê man. Tiêu Dịch cười đều, mặc kệ mày là thanh thuần ngọc nữ gì, có đan dược của tao, mày vẫn phải biến thành đồ chơi. Hắn ta xoay người đi vào phòng tắm của Lý Gia Hinh. Sau khi tắm xong sẽ hưởng thụ người phụ nữ cực phẩm này. 15 phút sau, Tiêu Dịch từ phòng tắm đi ra. Toàn thân Lý Gia Hinh mê man, ôm con gấu bông cỡ lớn trên giường. Trong miệng lẩm bẩm, Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh. Tiêu Dịch nổi giận. Mẹ nó. Ngực đau nhức, xương gãy vừa nối xong, vì tức giận suýt chút nữa nứt ra. Đan dược này có thành phần khiến người ta mê man, một khi phụ nữ uống vào, theo bản năng sẽ coi tất cả người xung quanh thành đàn ông trong lòng. Tiêu Dịch ghen tị chết mất. Con điếm, mày còn dám nhớ nhung đến hắn sao? Tiêu Dịch lạnh lùng đi tới, mày sẽ yêu tao nhanh thôi, yêu không rời tay. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Cửa phòng Lý Gia Hinh bị người ta một cước đá văng. Tiêu Dịch bỗng quay đầu, bực bội hét lớn, ai đó? Mẹ kiếp, muốn chết hả? Một ánh mắt băng lạnh lướt qua. Tiêu Dịch liền bị nghẹn lời. Đồng tử của hắn co lại. Diệp Bắc Minh. Là Diệp Bắc Minh đã đánh bay mình hôm nay ư? Lồng ngực đau âm ỉ. Luồng sát ý băng lạnh khiến Tiêu Dịch cảm thấy rất không vui. Lúc này, Diệp Bắc Minh đút hai tay vào túi quần. Chậm rãi đi đến. Đôi mắt của Tiêu Dịch sững lại, tao biết mày, Diệp Bắc Minh phải không? Diệp Bắc Minh lướt nhìn Lý Gia Hinh ở trên giường một cái. Cũng may mình đến vẫn không quá muộn. Lý Gia Hinh không phải là người phụ nữ của anh. Cùng lắm chỉ coi là người quen. Cứu cô ta là được, anh cũng chẳng thèm động tay. Liền nhả ra một chữ, cút. Sau đó, đi về phía Lý Gia Hinh. Tiêu Dịch lập tức nổi nóng. Chỉ vào mặt Diệp Bắc Minh, nhóc con, tao biết mày có chút thực lực. Nhưng mày biết tao là ai không? Tao là người của nhà họ Tiêu cổ võ, chiều nay mày đánh tao gãy 6 cái xương sườn, tao nhớ kỹ rồi. Mẹ kiếp, buổi tối mày còn dám đến làm hỏng chuyện tốt của tao hả? Tao cho mày một cơ hội, bây giờ quỳ xuống ngay lập tức. Tao có thể suy nghĩ cho mày chết toàn thây. Tiêu Dịch tỏ vẻ mặt hung dữ, vô cùng âm hiểm. Bất kỳ võ giả nào trong xã hội người bình thường chỉ cần nghe đến 4 chữ gia tộc cổ võ, đều sẽ sợ hãi quỳ xuống ngay lập tức. Tiêu Dịch cho rằng, Diệp Bắc Minh cũng không phải ngoại lệ. Cho nên, hắn ta mới dám hống hách như vậy. 4 chữ gia tộc cổ võ, giống như lệnh tiễn kim bài vậy. Bất kể ở nơi nào, chưa bao giờ sai. Thậm chí hắn ta còn bước ra một bước, chặn Diệp Bắc Minh tiến lên. Chắc chắn sau khi được biết thân phận của hắn ta, Diệp Bắc Minh sẽ không dám ra tay. Bốp! Một tiếng vang lớn. Tiêu Dịch cũng không nhìn rõ Diệp Bắc Minh ra tay thế nào, cả người đã bay đi. Đập ra một cái lỗ trên tường, ngã trong một đống gạch của sân viện. Chết! Hấp hối! Tiêu Dịch chừng mở to con mắt. Dường như đang hỏi, mình đã nói ra thân phận của mình rồi, làm sao hắn dám giết mình chứ? Em trai! Chưa đến 10 giây. Bên ngoài vang lên tiếng hét xé gan xé phổi. Trong mắt Tiêu Tuệ đầy tia máu, xông vào trong phòng, vừa hay nhìn thấy Diệp Bắc Minh đang định giải độc cho Lý Gia Hinh. Diệp Bắc Minh, là anh. Giọng Tiêu Tuệ khàn đặc, anh dám giết em trai tôi. Nhà họ Tiêu cổ võ sẽ không tha. Diệp Bắc Minh cau mày, ồn ào. Xoạt, từng cây kim châm bắn ra.
cắm vào tử huyệt của Tiêu Tuệ. Cơ thể của Tiêu Tuệ cứng đờ, ngã thẳng xuống. Chết! Diệp Bắc Minh giống như nghiền chết một con kiến, không có chút cảm xúc. Cúi đầu nhìn sang Lý Gia Hinh. Lý Gia Hinh mặt đỏ như hoa đào, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai tay quờ quảng tóm lung tung. Diệp Bắc Minh lấy đi gấu bông mà cô ta đang ôm. Lý Gia Hinh lập tức ngồi bật dậy, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Cơ thể run rẩy, không ngừng ngọ nguậy. Dường như trên người có hàng chục ngàn con kiến đang bò. Đôi mắt Diệp Bắc Minh trong veo, không hề có chút suy nghĩ khác. Anh nhanh chóng động ngón tay. Bắn kim châm, cắm vào huyệt đạo của Lý Gia Hinh. 5 phút sau, Lý Gia Hinh tỉnh lại, thấy quần áo mình xộc xệch, rồi lại nhìn Diệp Bắc Minh, tôi bị Tiêu Dịch làm nhục rồi ư. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi đến vẫn kịp lúc, cô không sao. Lý Gia Hinh thở một hơi nhẹ nhõm. Nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt cảm kích. Liền sau đó, cô ta lại như nghĩ đến điều gì, căng thẳng hỏi, anh Diệp, Tiêu Dịch đâu? Chết rồi. Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời. Đồng tử của Lý Gia Hinh giãn to cái gì? Tiêu Dịch chết rồi, anh đã giết anh ta. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu, ngoài Tiêu Dịch, còn có đồng đội nữ của hắn ta nữa. Lý Gia Hinh soạt một cái đứng bật dậy, lấy điện thoại ra, alo, chuẩn bị cho tôi vé máy bay ra nước ngoài ngay lập tức. Luôn bây giờ, ngay lập tức. Đúng, phải nhanh càng tốt. Sau đó cô ta nhìn sang Diệp Bắc Minh, anh Diệp, bây giờ anh ra sân bay ngay, ra thẳng nước ngoài đi. Tiêu Dịch và Tiêu Tuệ là người của gia tộc cổ võ, nhà họ Tiêu biết chuyện này sẽ không tha cho anh đâu. Anh là võ giả, chắc là biết gia tộc cổ võ nghĩa là gì. Bây giờ anh đi luôn thì vẫn còn kịp. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhìn Lý Gia Hinh, bọn họ chết ở nhà cô không sợ hả? Lý Gia Hinh trầm mặc một lát, tôi sống chết cùng nhà họ Lý. Anh mau đi đi thì hơn, anh nói cho tôi biết người nhà của anh ở đâu, bây giờ tôi lập tức sắp xếp vé máy bay. Sáng sớm ngày mai, bảo đảm cho anh và người nhà của anh đoàn tụ ở nước ngoài. Bây giờ đi vẫn còn kịp, trước khi nhà họ Tiêu chưa biết chuyện, anh mau đi đi. Lý Gia Hinh nói hết một hơi. Diệp Bắc Minh thích thú nhìn cô gái này. Rất tốt, có lương tâm, không uổng công mình cứu cô ta. Hơn nữa làm việc rất quyết đoán. Sau khi biết Tiêu Dịch và Tiêu Tuệ chết cũng không hoảng loạn, mà nghĩ cách xử lý với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, đây chỉ là cách xử lý tốt nhất trong trường hợp Diệp Bắc Minh là một võ giả bình thường. Nhưng anh là võ giả bình thường sao? Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, tôi không chỉ đắc tội với một nhà họ Tiêu. Có lẽ còn có nhà họ Khương cổ võ. Nói không chừng còn có nhà họ Long và nhà họ Tần cổ võ. Nhà họ Long và nhà họ Tần cổ võ từng truy sát mẹ của anh, chắc chắn là kẻ địch. Tính luôn cả vào cũng không sai. Cái gì? Lý Gia Hinh hoàn toàn thộn mặt. Giống như gặp ma. Kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Cô ta phát hiện mình không hiểu người đàn ông trước mặt này chút nào. Một người đồng thời đắc tội với 4 gia tộc cổ võ. Muốn lên trời ư? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nhìn cô ta, tại sao người của nhà họ Tiêu cổ võ đến nhà họ Lý? Một lúc lâu sau Lý Gia Hinh mới phản ứng lại, ông nội tôi lâm bệnh nằm liệt giường, y thuật của nhà họ Tiêu cổ võ được mệnh danh là số 1 Long Quốc. Thời ông nội tôi còn trẻ, cũng có qua lại với nhà họ Tiêu, cho nên tôi liên lạc với nhà họ Tiêu, mời họ đến cứu ông nội tôi. Diệp Bắc Minh hơi suy nghĩ gật đầu. Không nói gì. Sắc mặt Lý Gia Hinh tái nhợt, bố tôi là con thứ tư trong nhà họ Lý, qua đời sớm. Mẹ tôi ra nước ngoài từ lâu, không còn quản chuyện trong nhà. Cuộc tranh đấu giữa tôi và ba chú chưa từng dừng lại. Trước khi ông nội tôi chưa mắc bệnh, thì còn có thể chống lưng cho tôi. Chỉ cần ông nội vừa mất, bọn họ sẽ không kiêng sợ gì nữa. Cho dù tôi là gia chủ của nhà họ Lý, cũng chưa chắc kiên trì được bao lâu. Tình hình hiện nay của cô ta vô cùng khó khăn. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, nhìn Lý Gia Hinh, nếu tôi cứu sống ông nội cô, bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Lý thần phục dưới trướng của tôi, làm việc cho tôi, cô đồng ý không? Tuy Diệp Bắc Minh chưa từng gặp ông cụ nhà họ Lý. Nhưng nếu người của nhà họ Tiêu cổ võ có thể cứu, thì anh không có lý gì mà không cứu được chứ. Nếu có thể thu nhận nhà họ Lý dưới trướng mình. Anh có thể lợi dụng nhà họ Lý tìm kiếm thông tin của mẹ, sẽ càng tiện hơn. Cái gì?
Lý Gia Hinh ngẩn người. Cô nhanh chóng động não. Lúc Diệp Bắc Minh nói ra lời này, cô ta hơi tức giận. Nhà họ Lý ở Hương Đảo đã từng là phú hào hàng đầu của Long Quốc. Tài sản hàng trăm triệu. Có thể sánh được với tập đoàn tài chính hàng đầu ở nước ngoài. Chỉ là 10 năm trở lại đây, mạng Internet phát triển vượt bậc, bọn họ không đi đầu, nên mới lụi dần. Tuy Diệp Bắc Minh rất có tiềm lực, nhưng muốn nhà họ Lý thần phục dưới chân anh, vẫn không thể nào. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu không đồng ý với Diệp Bắc Minh, một mình cô ta làm sao đấu lại được với ba ông chú? Đợi đã. Đột nhiên, Lý Gia Hinh kinh ngạc, nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Anh Diệp, vừa nãy anh nói, anh có thể cứu ông nội tôi ư? Diệp Bắc Minh đáp lại, chỉ cần còn một hơi thở, thì chắc không có vấn đề quá lớn. Cả người Lý Gia Hinh chấn động. Thanh niên trước mặt này không những có thực lực võ đạo khủng bố. Lẽ nào còn biết y thuật cải tử hoàn sinh? Đúng là nghịch thiên. Cô ta suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, được, chỉ cần anh Diệp có thể cứu ông nội tôi, thì thế nào cũng được. Bây giờ cô ta chỉ có một lựa chọn này. Hai người rời khỏi phòng của Lý Gia Hinh, đi về phía hậu viện, nơi ở của ông cụ Lý. Ba người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn nghe thấy động tĩnh, liền xuất hiện trong sân viện của Lý Gia Hinh. Nhìn thấy thi thể của Tiêu Dịch và Tiêu Tuệ. Các người đã giết người của nhà họ Tiêu cổ võ. Ba người sợ đến mất hồn vía. Lý Gia Hinh cũng không thèm để ý đến ba người. Dẫn Diệp Bắc Minh đi về phía hậu viện của ông nội. Ba anh em cũng không dám ngăn cản. Tiến vào trong viện của ông cụ Lý, Diệp Bắc Minh hơi cau mày. Cảm thấy không đúng. Viện không lớn lắm, nhỏ nhắn tinh tế. Thông thoáng dễ chịu, rất mộc mạc đơn sơ. Nhưng lại cho người ta cảm giác âm lạnh. Lý Gia Hinh còn cho rằng đó là mùi thuốc đông y trong viện, khiến Diệp Bắc Minh khó chịu. Bèn giải thích, ông nội đã mắc bệnh hơn 3 năm, gần đây không thể xuống giường. 3 ngày trước, ông nội tôi hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Bắc Minh hơi suy tư gật đầu. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, cảm nhận được chưa? Huyết khí rất nồng. Diệp Bắc Minh trả lời, tôi cảm nhận được rồi, xem sao đã rồi tính. Lý Gia Hinh dẫn Diệp Bắc Minh đi vào trong. Đột nhiên, trước cửa hình ánh trăng, xuất hiện một bóng người, một người đàn ông trung niên chặn đường hai người, cô Lý, tôi đã nói không có chuyện gì thì không được đến đây mà. Bây giờ tình hình của ông cụ Lý rất xấu, cần được tĩnh dưỡng. Ông cao khoảng 1m70. Vẻ mặt hằm hằm nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Dáng người trung bình. Mặt trắng không có râu. Bên hông đeo rất nhiều chai lọ, bên trong truyền ra tiếng sâu trùng. Khiến Lý Gia Hinh tê dại ra đầu. Người này là vụ y đến từ Đông Nam Á do nhà họ Lý bỏ món tiền lớn ra để mời đến. Trước đây tình hình của ông nội không được tốt lắm. Nửa năm trước, sau khi vụ y đến, sức khỏe của ông cụ tốt lên rất nhiều. Nhưng 3 ngày gần đây lại không ổn. Lý Gia Hinh giải thích, thần y thôi, đây là anh Diệp. Anh ấy đến xem tình hình của ông nội. Thần y thôi cười lạnh lùng không ngừng, người mà tôi không chữa khỏi được, thì trên đời không có ai có thể chữa được. Bảo anh ta cút. Soạt. Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay. Tấn công một quyền. Thần y thôi vừa kinh sợ vừa tức giận. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại dám ra tay với ông ta. Quát lên một tiếng, nhóc con, mày là ai? Dám động tay với tao? Chán sống rồi phải không? Giơ tay tấn công một quyền. Phập, kết cục nghĩ cũng biết. Thần y thôi bị bay đi như con chó chết. Một cánh tay hoàn toàn hóa thành xương máu. Chai lọ bên hông bị rơi vỡ mấy cái. Những con sâu trùng trông tướng hung dữ bò ra từ bên trong. Gặm cắn một hồi chỗ vết thương cánh tay gãy của ông ta. A! À, thần y thôi sợ hãi hét lớn. Lấy ra một nắm bột màu trắng rắc lên, mấy con sâu trùng này mới chết. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã tiến lên một bước dài, đá một cú lên lồng ngực của thần y thôi. Phụt! Thần y thôi lại phun ra một ngụm máu tươi, gân cốt nứt hết. Ông ta nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt đầy chấn hãi. Tên nhóc này bị làm sao vậy? Vừa gặp đã động tay. Chưa từng gặp loại người nào như này. Vẻ mặt Lý Gia Hinh biến sắc, anh Diệp, chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiện tay tóm cổ áo của thần y thôi, giống như kéo một con chó chết,
đi vào trong phòng dưỡng bệnh của ông cụ Lý. Một cảm giác âm lạnh ập đến. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu, quả nhiên là vậy. Nói đi, ông đã hạ trùng độc gì cho ông cụ Lý? Thần y thôi tê dại ra đầu. Nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt chấn hãi, miệng vẫn không thừa nhận, nhóc con, mày nói lung tung gì thế hả? Tao hạ trùng độc cho ông cụ Lý lúc nào? Mày đừng đổ oan cho người tốt. Lý Gia Hinh tỏ vẻ mặt kinh sợ, cái gì? Ông nội tôi bị người này hạ trùng độc ư? Diệp Bắc Minh thản nhiên, ừ, một tiếng, không nói thì thôi vậy. Anh cũng không có hứng muốn biết nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Cứu người là được. Anh tóm thần y thôi lên, ném ra bên ngoài phòng. Cậu! Thần y thôi kinh sợ, tôi nói. Ông ta không ngờ, Diệp Bắc Minh dứt khoát nhanh gọn như vậy. Đáng tiếc tất cả đã muộn. Phập! Thần y thôi va đập lên một cái cây lớn, trực tiếp tử vong. Diệp Bắc Minh mau chóng đến trước giường bệnh của ông cụ Lý. Tiện tay lấy ra 5 cây kim châm, vén áo và cắm lên người ông cụ Lý. Bù! Một làn xương máu nổi lên. Có thể thấy bằng mắt thường, phía dưới da của ông cụ Lý thực sự có sâu trùng đang nhúc nhích bò. Diệp Bắc Minh giơ tay tóm sâu trùng, trực tiếp giật ra. Sâu trùng trông giống như con rết. Có mấy chục cái chân. Mang theo mùi máu tanh. Sượt sượt sượt. Sâu trùng phát ra tiếng chói tai, cắn về phía đầu ngón tay của Diệp Bắc Minh. Rắc rắc, một tiếng giòn tan. Anh bóp chết sâu trùng rồi tiện tay vứt đi. Cùng lúc đó, ở sâu dưới lòng đất Hoàng Cung một nước nhỏ của Đông Nam Á. U tối, ẩm ướt, lạnh lẽo. Một tiếng gầm tức giận vang lên, giống như ác quỷ đang gầm thét. Ai đã phá hỏng tam thi tam trùng của tao? Diệp Bắc Minh lại lấy ra 3 cây kim châm, soạt 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 cắm vào cơ thể của ông cụ Lý. Ông cụ Lý vốn tàn tạ như cái xác khô, lại mở mắt như một kỳ tích. Ông nội! Lý Gia Hinh bất ngờ. Đây là y thuật thần tiên gì đây? 8 cây kim châm đã khiến ông nội của mình tỉnh lại. Toàn bộ danh y Hương Đảo cộng lại cũng không bằng. Lý Dưỡng Hối mở mắt, ho khan 2 tiếng, nhìn rõ người trước mặt khụ khụ. Diệp Bắc Minh! Ông biết tôi ư? Lý Dưỡng Hối khẽ gật đầu, nhà họ Lý muốn ngồi vững vị trí thứ nhất Hương Đảo, thì tôi phải theo dõi tất cả mọi chuyện trên thế giới. Dạo này, cậu gây rất nhiều chuyện ầm ĩ. Tôi từng thấy ảnh của cậu, nghe ngóng một số sự tích của cậu. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Lời giải thích này cũng khiến người ta hài lòng. Lý Gia Hinh kể hết tình hình của nhà họ Lý, và chuyện hai anh em nhà họ Tiêu cổ võ chết ở nhà họ Lý. Kể cả chuyện cô ta đồng ý với điều kiện của Diệp Bắc Minh cho nhà họ Lý nghe theo lệnh của Diệp Bắc Minh cho Lý Dưỡng Hối. Lý Dưỡng Hối trầm mặc. Lúc sau nói, Gia Hinh, cháu ra ngoài trước đi. Lý Gia Hinh lo lắng, ông nội, bây giờ chỉ có một cách duy nhất, chính là... Ra ngoài. Lý Dưỡng Hối cắt lời cô ta. Lý Gia Hinh cắn môi đỏ, quay người ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Lúc này Lý Dưỡng Hối mới lên tiếng, tôi phải gọi cậu là thần y Diệp hay là tiền bối Diệp? Hay là thiếu soái Diệp đây? Diệp Bắc Minh nhún vai, thế nào cũng được. Tôi đã thỏa thuận với Lý Gia Hinh, ông nuốt lời cũng được. Tôi lấy mạng của ông, Lý Gia Hinh vẫn có thể quản lý nhà họ Lý. Đồng tử của Lý Dưỡng Hối co lại. Một lát sau, ông ta bất lực cười khổ một tiếng, thiếu soái hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn nuốt lời. Chỉ là thiếu soái khiến tôi nghĩ đến người phụ nữ xuất hiện ở Hương Đảo vào 23 năm trước. Mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, đó là mẹ tôi. Lý Dưỡng Hối mỉm cười, tôi đã đoán ra rồi, cậu rất giống mẹ cậu. Mẹ tôi đến Hương Đảo làm gì? Lý Dưỡng Hối cau mày, bà ấy đến nhà họ Lý tôi, nhờ tôi làm vài việc, nhà họ Lý giúp bà ấy thu thập rất nhiều dược liệu. Thu thập dược liệu? Diệp Bắc Minh cau mày, thu thập dược liệu làm gì? Lý Dưỡng Hối lắc đầu, việc này, tôi cũng không biết. Nhưng chỗ tôi có một bản danh sách dược liệu, thiếu soái có thể tự xem. Ông ta ấn nút cơ quan. Giá sách trong phòng dịch chuyển, lộ ra một cánh cửa ngầm. Lý Dưỡng Hối mở két sắt sau cánh cửa ngầm, lấy ra một tờ giấy đã ố vàng bên trong, đây là chữ do đích thân mẹ của thiếu soái viết năm đó. Diệp Bắc Minh nhanh chóng nhận tờ giấy đó. Nét chữ trên đó nhỏ gọn thanh mảnh. Hơn 20 năm qua đi, đã ố vàng. Diệp Bắc Minh kích động đỏ đôi mắt, tháp càn khôn chấn ngục, có thể sử dụng vạn lý truy tông không?
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, không dùng được nữa, đã qua hơn 20 năm, khí tức bên trên đã tiêu tan rồi. Nhưng, Diệp Bắc Minh vội hỏi, nhưng cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, nhưng những dược liệu này đều không đơn giản. Ít nhất cũng không phải là thứ mà người của thế giới này có thể sử dụng. Diệp Bắc Minh ngẩn người, ồ, thế nghĩa là sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, những dược liệu này đều là những thứ khá thường thấy ở thế giới cấp cao, trong thế giới của các cậu, e rằng rất hiếm. Nói cách khác, mẹ của cậu, hoặc là người nằm trong top hàng đầu của thế giới này. Hoặc không phải là người của thế giới này. Sắc mặt Diệp Bắc Minh không ngừng thay đổi. Bất luận đáp án là gì, thì sau khi tìm được mẹ mới biết. Anh cất kỳ phương thuốc. Nhìn Lý Dưỡng Hối, sau đó mẹ tôi đã đi đâu? Lý Dưỡng Hối suy nghĩ một lát, hình như bà ấy nói, có vài dược liệu ở Đông Doanh mới có. Mẹ đến Đông Doanh ư? Diệp Bắc Minh tự lẩm bẩm. Xem ra anh phải đến Đông Doanh một chuyến thật rồi. Lý Dưỡng Hối mỉm cười, thiếu soái, không biết tin này có thể đổi lấy cái mạng của tôi không? Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu, được, bắt đầu từ bây giờ, tôi và nhà họ Lý không còn quan hệ gì. Rồi anh quay người định đi. Dứt khoát nhanh gọn. Đợi đã. Lý Dưỡng Hối đột nhiên ngăn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cau mày, sao thế? Ông còn có chuyện gì? Lý Dưỡng Hối bỗng nói, thiếu soái, nhà họ Lý tình nguyện thần phục dưới chân cậu. Không hề do dự. Thục một tiếng. Quỳ dưới đất. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, ông lấy phương thuốc ra rồi cho tôi biết mẹ tôi đi đâu, lẽ nào không phải để đổi lấy chuyện tôi cứu ông ư? Đã như vậy, tại sao bây giờ lại muốn thần phục tôi? Lý Dưỡng Hối nghiêm túc, bị thiếu soái uy hiếp phải thần phục và chủ động thần phục hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bị thiếu soái uy hiếp thần phục, sau này nhà họ Lý sẽ là nô bộc của cậu. Chủ động thần phục, sau này thiếu soái muốn khởi dậy, nhà họ Lý sẽ là chư hầu, không phải là nô bộc. Nô bộc và chư hầu, tuy chỉ khác biệt hai chữ, trên thực tế lại khác xa nhau. Ông ta là người thông minh, có thể nhìn rõ bản chất của sự việc. Diệp Bắc Minh cúi nhìn Lý Dưỡng Hối, thản nhiên hỏi, nhà họ Lý là gia tộc đứng đầu ở Hương Đảo, đã từng là nhà giàu nhất Long Quốc, tại sao lại chọn thần phục tôi? Lý Dưỡng Hối trả lời, bởi vì cậu là con trai của người phụ nữ đó. Diệp Bắc Minh cau mày, đây cũng tính là lý do sao? Đây là lý do lớn nhất. Lý Dưỡng Hối tỏ vẻ nghiêm túc. 10 phút sau. Diệp Bắc Minh và Lý Dưỡng Hối đi ra khỏi viện. Ba anh em nhà họ Lý đang ở bên ngoài làm ầm ĩ. Đầy mùi thuốc súng. Lý Gia Hinh, cháu có ý đồ gì hả? Bây giờ ông cụ đang bị bệnh, cháu chặn nơi này không cho các chú vào gặp ông sao? Tránh ra, còn không tránh ra, đừng trách các chú thô lỗ. Lý Gia Hinh đang lý luận với ba người. Câm miệng. Một tiếng quát vang lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau khi ba người nhìn thấy Lý Dưỡng Hối đi ra, vẻ mặt đều biến sắc. Bố khỏi bệnh rồi. Cơ thể Lý Chí Nhân cứng đờ. Vẻ mặt Lý Tái Hiền quái dị. Đồng tử của Lý Sùng Sơn co lại. Biểu hiện của ba người đã bị Lý Dưỡng Hối nhìn thấy hết. Lý Dưỡng Hối nhìn ba người con trai, cười như không cười, ha ha, chúng mày chỉ mong tao chết đi phải không? Bố, đâu có chuyện đó. Bố không sao, đúng là quá tốt rồi. Bố, con đi gọi bác sĩ và luật sư ngay. Ba người con trai không hẹn mà cùng lên tiếng nói. Gọi luật sư. Ánh mắt Lý Dưỡng Hối trầm xuống, tao thấy chúng mày lo rằng chỉ là tinh thần tao hưng phấn trước khi chết thôi phải không? Nghĩ tao sắp chết phải không? Ông ta quát một tiếng. Người đâu, lập tức đuổi Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn ra khỏi nhà họ Lý. Cái gì? Bố. Ba người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn thộn mặt. Thế này là sao? Lý Gia Hinh cũng kinh ngạc. Một đám người làm xông lên đuổi ba người ra khỏi cửa. Bất luận họ cầu xin thế nào, Lý Dưỡng Hối chỉ nhắm mắt, không nhìn đến một cái. Diệp Bắc Minh cười thầm. Lão già này rất có đầu óc. Bây giờ nhà họ Lý ngồi cùng thuyền với anh. Nếu khởi dậy, nhà họ Lý vẫn có thể phát triển tiếp, ngồi vững vị trí đứng đầu Hương Đảo. Nếu nhà họ Lý không còn, thì còn có ba người con trai bị đuổi ra khỏi gia tộc, cũng tính là kéo dài huyết mạch. Nửa tiếng sau, trong một tòa biệt thự ở Hương Đảo,
Kimura Suke đập bàn, đáng chết, lại bị Diệp Bắc Minh phá hỏng rồi. Lý Thái Hiền, ông hai nhà họ Lý tức đến xanh mặt, không biết lão già phát điên gì, lại đuổi ba chúng tôi ra khỏi nhà họ Lý. Nếu không phải tôi còn có chút tài sản, thì mẹ kiếp, bây giờ phải ngủ ngoài đường rồi. Hay cho tên Diệp Bắc Minh, Lý Thái Hiền tao không xong với mày đâu. Diệp Bắc Minh cũng tức sắp phát điên. Vốn dĩ mọi việc sẽ phát triển theo suy nghĩ của ông ta. Thêm cả tập đoàn Nguyễn Ngân của đảo quốc Đông Doanh hỗ trợ. Cuối cùng chắc chắn sẽ là ông ta quản lý nhà họ Lý. Bây giờ tất cả bị phá hỏng rồi. Tút tút tút. Đúng lúc này, điện thoại của Kimura Suke đổ chuông. Ông ta nghe điện, sắc mặt thay đổi. Bỗng đứng bật dậy, anh nói cái gì? Diệp Bắc Minh là con trai của người phụ nữ đó. Anh chắc chắn không? Được, được, tôi biết rồi. 10 giờ tối. Tổng bộ tập đoàn Tuyết Minh thành phố Giang Nam. Một đám người đột nhiên xuất hiện dưới lầu tòa nhà tập đoàn Tuyết Minh. Xông vào không hề kiêng sợ. Các người làm gì thế hả? Người không phận sự cấm vào trong. Đám bảo vệ thấy vậy, sắc mặt sầm xuống, lên trước ngăn cản. Những nhân viên bảo vệ này là cao thủ do Vạn Lăng Phong sắp xếp. 30 mấy người đều là võ giả cấp địa trở lên. Đủ để canh gác cửa lớn. Phập. Nhưng những bảo vệ võ giả cấp địa này vừa xông lên, đã bị một luồng sóng khí đánh bay. Thậm chí còn không lại gần được trong vòng 3 mét. Sau khi bọn họ xông vào tòa nhà tập đoàn Tuyết Minh, liền đi vào thang máy. Trực tiếp lên văn phòng của Hạ Nhược Tuyết. Phập. Đẩy mở cửa. Hạ Nhược Tuyết đang ngồi trước bàn làm việc, tăng ca xử lý công việc của công ty. Cũng không ngẩng đầu lên nói, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, vào phòng thì phải gõ cửa. Giọng của một người phụ nữ vang lên, mẹ đến gặp con, cũng phải gõ cửa sao? Long Quốc. Trong tòa núi sâu cổ xưa. Phùng Hòa Bình như phát điên, từ Hương Đảo chạy một mạch về nơi này. Người đến là ai? Lính canh gác cửa núi của Điện Huyết Hồn nhìn thấy Phùng Hòa Bình, lớn tiếng quát. Phùng Hòa Bình cất giọng run run, tôi là Phùng Hòa Bình, là huyết sứ xếp thứ 97 của Điện Huyết Hồn. Đây là lệnh bài của tôi. Xảy ra chuyện lớn rồi, tôi muốn gặp điện chủ. Phùng Hòa Bình ném ra lệnh bài thân phận Điện Huyết Hồn của mình. Người canh gác cũng nhận ra Phùng Hòa Bình, còn chưa kịp kiểm tra kỹ. Phùng Hòa Bình đã xông vào. Chạy thẳng đến đại điện của Điện Huyết Hồn. Vừa chạy vừa gào thét, điện chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Huyết ảnh chết rồi. Huyết ngưng chết rồi. Huyết thiên cũng chết rồi. Ba đại huyết sứ của Điện Huyết Hồn chúng ta đều chết rồi. Năm võ vương đỉnh phong, chỉ có một mình tôi sống sót. Điện chủ, Phùng Hòa Bình bị đả kích cực lớn, trạng thái tinh thần hoảng loạn. Khi Diệp Bắc Minh đi cứu Lý Gia Hinh, đã tha cho Phùng Hòa Bình. Để ông ta đi báo tin cho Điện Huyết Hồn. Phùng Hòa Bình trực tiếp xông về tổng bộ của Điện Huyết Hồn. Dường như bị dọa sợ muốn chết. Trong đầu của ông ta không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng Diệp Bắc Minh đánh chết ba huyết sứ bằng một quyền. Ba huyết sứ đó có cảnh giới võ hoàng đấy. Cứ vậy mà bị Diệp Bắc Minh dùng một quyền đánh chết. Não của Phùng Hòa Bình cũng sắp ngừng hoạt động rồi. Cái gì? Bị thiếu soái uy hiếp thần phục, sau này nhà họ Lý sẽ là nô bộc của cậu. Chủ động thần phục, sau này thiếu soái muốn khởi dậy, nhà họ Lý sẽ là chư hầu, không phải là nô bộc. Nô bộc và chư hầu. Tuy chỉ khác biệt hai chữ. Trên thực tế lại khác xa nhau. Ông ta là người thông minh. Có thể nhìn rõ bản chất của sự việc. Diệp Bắc Minh cúi nhìn Lý Dưỡng Hối, thản nhiên hỏi, nhà họ Lý là gia tộc đứng đầu ở Hương Đảo, đã từng là nhà giàu nhất Long Quốc, tại sao lại chọn thần phục tôi? Lý Dưỡng Hối trả lời, bởi vì cậu là con trai của người phụ nữ đó. Diệp Bắc Minh cau mày, đây cũng tính là lý do sao? Đây là lý do lớn nhất. Lý Dưỡng Hối tỏ vẻ nghiêm túc. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh và Lý Dưỡng Hối đi ra khỏi viện. Ba anh em nhà họ Lý đang ở bên ngoài làm ầm ĩ. Đầy mùi thuốc súng. Lý Gia Hinh, cháu có ý đồ gì hả? Bây giờ ông cụ đang bị bệnh, cháu chặn nơi này không cho các chú vào gặp ông sao? Tránh ra, còn không tránh ra, đừng trách các chú thô lỗ. Lý Gia Hinh đang lý luận với ba người. Câm miệng. Một tiếng quát vang lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau khi ba người nhìn thấy Lý Dưỡng Hối đi ra,
vẻ mặt đều biến sắc. Bố khỏi bệnh rồi. Cơ thể Lý Chí Nhân cứng đờ. Vẻ mặt Lý Tái Hiền quái dị. Đồng tử của Lý Sùng Sơn co lại. Biểu hiện của ba người đã bị Lý Dưỡng Hối nhìn thấy hết. Lý Dưỡng Hối nhìn ba người con trai, cười như không cười, ha ha, chúng mày chỉ mong tao chết đi phải không? Bố, đâu có chuyện đó. Bố không sao, đúng là quá tốt rồi. Bố, con đi gọi bác sĩ và luật sư ngay. Ba người con trai không hẹn mà cùng lên tiếng nói. Gọi luật sư. Ánh mắt Lý Dưỡng Hối trầm xuống, tao thấy chúng mày lo rằng chỉ là tinh thần tao hưng phấn trước khi chết thôi phải không? Nghĩ tao sắp chết phải không? Ông ta quát một tiếng. Người đâu, lập tức đuổi Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn ra khỏi nhà họ Lý. Cái gì? Bố! Ba người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn thộn mặt. Thế này là sao? Lý Gia Hinh cũng kinh ngạc. Một đám người làm xông lên đuổi ba người ra khỏi cửa. Bất luận họ cầu xin thế nào, Lý Dưỡng Hối chỉ nhắm mắt, không nhìn đến một cái. Diệp Bắc Minh cười thầm. Lão già này rất có đầu óc. Bây giờ nhà họ Lý ngồi cùng thuyền với anh. Nếu khởi dậy, nhà họ Lý vẫn có thể phát triển tiếp, ngồi vững vị trí đứng đầu Hương Đảo. Nếu nhà họ Lý không còn, thì còn có ba người con trai bị đuổi ra khỏi gia tộc, cũng tính là kéo dài huyết mạch. Nửa tiếng sau, trong một tòa biệt thự ở Hương Đảo, Kimura Suke đập bàn, đáng chết, lại bị Diệp Bắc Minh phá hỏng rồi. Lý Tái Hiền, ông hai nhà họ Lý tức đến xanh mặt, không biết lão già phát điên gì, lại đuổi ba chúng tôi ra khỏi nhà họ Lý. Nếu không phải tôi còn có chút tài sản, thì mẹ kiếp, bây giờ phải ngủ ngoài đường rồi. Hay cho tên Diệp Bắc Minh, Lý Tái Hiền tao không xong với mày đâu. Diệp Bắc Minh cũng tức sắp phát điên. Vốn dĩ mọi việc sẽ phát triển theo suy nghĩ của ông ta. Thêm cả tập đoàn Nguyễn Ngân của đảo quốc Đông Doanh hỗ trợ. Cuối cùng chắc chắn sẽ là ông ta quản lý nhà họ Lý. Bây giờ tất cả bị phá hỏng rồi. Tút tút tút. Đúng lúc này, điện thoại của Kimura Suke đổ chuông. Ông ta nghe điện, sắc mặt thay đổi. Bỗng đứng bật dậy, anh nói cái gì? Diệp Bắc Minh là con trai của người phụ nữ đó. Anh chắc chắn không? Được, được, tôi biết rồi. 10 giờ tối. Tổng bộ tập đoàn Tuyết Minh thành phố Giang Nam. Một đám người đột nhiên xuất hiện dưới lầu tòa nhà tập đoàn Tuyết Minh. Xông vào không hề kiêng sợ. Các người làm gì thế hả? Người không phận sự cấm vào trong. Đám bảo vệ thấy vậy, sắc mặt sầm xuống, lên trước ngăn cản. Những nhân viên bảo vệ này là cao thủ do Vạn Lăng Phong sắp xếp. 30 mấy người đều là võ giả cấp địa trở lên. Đủ để canh gác cửa lớn. Phập. Nhưng những bảo vệ võ giả cấp địa này vừa xông lên, đã bị một luồng sóng khí đánh bay. Thậm chí còn không lại gần được trong vòng 3 mét. Sau khi bọn họ xông vào tòa nhà tập đoàn Tuyết Minh, liền đi vào thang máy. Trực tiếp lên văn phòng của Hạ Nhược Tuyết. Phập. Đẩy mở cửa. Hạ Nhược Tuyết đang ngồi trước bàn làm việc. Tăng ca xử lý công việc của công ty. Cũng không ngẩng đầu lên nói, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, vào phòng thì phải gõ cửa. Giọng của một người phụ nữ vang lên, mẹ đến gặp con, cũng phải gõ cửa sao? Long Quốc, trong tòa núi sâu cổ xưa. Phùng Hòa Bình như phát điên, từ Hương Đảo chạy một mạch về nơi này. Người đến là ai? Lính canh gác cửa núi của Điện Huyết Hồn nhìn thấy Phùng Hòa Bình, lớn tiếng quát. Phùng Hòa Bình cất giọng run run, tôi là Phùng Hòa Bình, là huyết sứ xếp thứ 97 của Điện Huyết Hồn. Đây là lệnh bài của tôi. Xảy ra chuyện lớn rồi, tôi muốn gặp Điện Chủ. Phùng Hòa Bình ném ra lệnh bài thân phận Điện Huyết Hồn của mình. Người canh gác cũng nhận ra Phùng Hòa Bình, còn chưa kịp kiểm tra kỹ. Phùng Hòa Bình đã xông vào. Chạy thẳng đến đại điện của Điện Huyết Hồn. Vừa chạy vừa gào thét, Điện Chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Huyết Ảnh chết rồi. Huyết Ngưng chết rồi. Huyết Thiên cũng chết rồi. Ba đại huyết sứ của Điện Huyết Hồn chúng ta đều chết rồi. Năm võ vương đỉnh phong, chỉ có một mình tôi sống sót. Điện Chủ, Phùng Hòa Bình bị đả kích cực lớn, trạng thái tinh thần hoảng loạn. Khi Diệp Bắc Minh đi cứu Lý Gia Hinh, đã tha cho Phùng Hòa Bình. Để ông ta đi báo tin cho Điện Huyết Hồn. Phùng Hòa Bình trực tiếp xông về tổng bộ của Điện Huyết Hồn. Dường như bị dọa sợ muốn chết.
Trong đầu của ông ta không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng Diệp Bắc Minh đánh chết ba huyết sứ bằng một quyền. Ba huyết sứ đó có cảnh giới võ hoàng đấy. Cứ vậy mà bị Diệp Bắc Minh dùng một quyền đánh chết. Não của Phùng Hòa Bình cũng sắp ngưng hoạt động rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh để Vương Trường Sinh canh giữ nhà họ Lý, ngộ nhỡ người nhà họ Tiêu cổ võ, Vương Trường Sinh cũng có thể ngăn cản. Lâm Thương Hải tiếp tục ở lại cảng đảo, tìm tin tức của mẹ anh. Xem trước kia lúc bà rời cảng đảo có để lại đầu mối khác hay không. 10 giờ sáng, Diệp Bắc Minh trở lại Giang Nam, xuất hiện trước tòa cao ốc tập đoàn Tuyết Minh. Trong phòng làm việc của Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh đứng chắp tay, mặt trầm như nước. Trong phòng làm việc đều như bình thường, không có bất cứ dấu hiệu phản kháng. Nói cách khác, lúc Hạ Nhược Tuyết bị mang đi không hề có chút xung đột nào. Chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, Hạ Nhược Tuyết biết thực lực hai bên khác xa nhau, phản ứng cũng không có tác dụng. Thứ hai, Hạ Nhược Tuyết biết đối phương, hai người quen nhau, không cần phải phản kháng. Vạn Lăng Phong cúi đầu, thuộc hạ đáng chết, không bảo vệ tốt cô hạ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có trách tội, chuyện này không trách ông cũng không ngờ sẽ có người đến tập đoàn Tuyết Minh, ra tay với Nhược Tuyết. Rốt cuộc là ai chứ? Lá gan lớn như vậy. Trong mắt Vạn Lăng Phong tỏa ra lửa giận. Diệp Bắc Minh suy tư một chút, gọi Tôn Thiến đến. 10 phút sau, Tôn Thiến mắt lim dim buồn ngủ, xuất hiện bên cạnh Diệp Bắc Minh. Tối qua cô ta ở cả đêm trong phòng thí nghiệm công ty. Chuyện lớn Hạ Nhược Tuyết bị người ta bắt đi này, cô ta cũng vừa mới biết. Cái gì? Nhược Tuyết bị người ta bắt đi? Tôn Thiến có chút ngơ ngác. Vạn Lăng Phong đưa camera đường đi cho cô ta xem. Sau khi xem xong, Tôn Thiến cũng lộ ra dáng vẻ lo lắng quá nhiều. Diệp Bắc Minh nhạy bén nhận ra gì đó không đúng, cô biết tình hình ra sao. Con người Tôn Thiến hốt hoảng, lắc đầu nói, đâu có, tôi có thể biết gì chứ. Tối hôm qua, cả đêm tôi ở phòng thí nghiệm, nghiên cứu phương thuốc cho Nhược Tuyết. Tôi cũng vừa mới biết Nhược Tuyết bị người ta bắt. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không thể nào, chắc chắn cô biết nội tình. Soạt. Một bước tiến lên, túm cổ tay Tôn Thiến. A! À, Tôn Thiến kêu lên một tiếng, Diệp Bắc Minh, anh làm tôi đau đấy. Con người Diệp Bắc Minh lạnh như băng, nói. Lần trước Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện, Tôn Thiến liền gọi điện thông báo cho Diệp Bắc Minh đầu tiên. Hôm nay, nhìn thấy video Hạ Nhược Tuyết bị người ta bắt đi, Tôn Thiến lại thở ơ. Rất không hợp với lẽ thường. Cơ thể mềm mại của Tôn Thiến run lên. Cảm nhận được luồng sát ý kinh khủng từ trên người Diệp Bắc Minh. Cô ta chỉ là một cô gái bình thường, phòng tuyến trong lòng nháy mắt tan rã. Tôi nói, Diệp Bắc Minh, Nhược Tuyết làm như vậy cũng vì tốt cho anh. Hơn nữa, Nhược Tuyết đã nói qua với tôi, sớm muộn cũng có một ngày như vậy, nếu cậu ấy bị người ta mang đi, bảo tôi không cần gấp gáp, cũng không cần lo lắng. Diệp Bắc Minh nhướng mày, tại sao? Tôn Thiến giải thích, bởi vì người phụ nữ kia là mẹ Nhược Tuyết. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Vạn Lăng Phong cũng ngây người. Tình huống gì vậy? Mẹ Hạ Nhược Tuyết. Đầu óc Diệp Bắc Minh chuyển động thật nhanh. Buông tay Tôn Thiến ra. Từ biểu hiện của Hạ Nhược Tuyết trong camera xem ra, chuyện này thật sự có khả năng. Người phụ nữ kia có lẽ chính là mẹ Hạ Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh u ám, xảy ra chuyện gì vậy? Người phụ nữ đó là mẹ Nhược Tuyết, tôi có quen mẹ Nhược Tuyết mà. Hồi học cấp 3, tôi còn đi đến nhà cô ấy ăn cơm, gặp bố mẹ cô ấy. Tôn Thiến lắc đầu, cái này trong thời gian rất ngắn tôi cũng không giải thích rõ ràng được. Về sau nếu anh gặp được Nhược Tuyết, để cậu ấy đích thân nói với anh. Tôi chỉ biết người phụ nữ này mới là mẹ ruột của Nhược Tuyết. Hơn nữa Nhược Tuyết quay về cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào đâu. Anh không cần lo lắng. Diệp Bắc Minh rất không hài lòng với giải thích này. Anh cho rằng Tôn Thiến chắc chắn còn có chuyện gì gạt mình, cô còn biết gì nữa? Không có. Không có. Đúng vậy. Mặt Tôn Thiến tỏ vẻ ngây thơ. Hừm. Diệp Bắc Minh hừ lạnh, một luồng khí lạnh phả vào mặt. Mặt đẹp của Tôn Thiến trong nháy mắt trắng bệch. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói, Tôn Thiến, cô có biết không? Giấu giếm tin tức như vậy sẽ khiến Nhược Tuyết rơi vào nguy hiểm. Nếu cô là bạn của cô ấy thì phải thật lòng nói cho tôi biết, chứ không phải giấu giếm. Cô cho rằng cô đang giúp Nhược Tuyết hả,
trên thực tế là đang hại cô ấy đó. Tôn Thiến ngẩn ngơ, cúi đầu, cắn môi. Cô ta do dự mấy giây, ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Bắc Minh. Tôi thật sự không hiểu nổi hai người. Nhược Tuyết nói, không nói cho anh là vì muốn bảo vệ anh. Diệp Bắc Minh kỳ quái, bảo vệ tôi. Tôn Thiến không giấu nổi, đúng vậy, vì bảo vệ anh. Nhược Tuyết nói cho tôi biết, gia tộc của cậu ấy là nhà họ Hạ cổ võ gì đó. Soạt, trong phòng làm việc yên tĩnh. Nhà họ Hạ cổ võ. Vạn Lăng Phong ngây người, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp Bắc Minh cũng không ngờ đến chuyện này. Tôn Thiến tiếp tục nói, Nhược Tuyết bảo là từ nhỏ cậu ấy bị gia tộc bắt đính hôn, đối phương cũng là một gia tộc rất mạnh. Nhược Tuyết bất mãn, cho nên mới chạy đến đây. Bây giờ sắp đến ngày cưới, người nhà bảo cậu ấy quay về. Gia tộc cổ võ kia của cậu ấy rất mạnh, nếu không quay về, anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thứ tôi biết chỉ đến vậy. Tôn Thiến nói một hơi. Diệp Bắc Minh im lặng. Nếu là gia tộc cổ võ, vậy thì tất cả những thứ này đều dễ hiểu. Hạ Nhược Tuyết lo lắng cho Diệp Bắc Minh, vậy nên mới theo mẹ cô ấy về nhà họ Hạ cổ võ. Cho dù là vì bị uy hiếp hay vì bảo vệ Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cũng không thể nào chấp nhận Hạ Nhược Tuyết gả cho người khác. Nếu hai người không có dây dưa dễ má, anh cũng không thành vấn đề. Nhưng con mẹ nó hai người đã ngủ với nhau rồi. Mặc dù không xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng Diệp Bắc Minh, Hạ Nhược Tuyết quan trọng giống như các sư tỷ. Diệp Bắc Minh mở miệng, Vạn Lăng Phong, chuẩn bị xong máy bay chưa? Đi, đi tỉnh Xuyên Thục. Vạn Lăng Phong kinh hãi, chủ nhân, cậu muốn xông vào gia tộc cổ võ. Sau khi Hạ Thiên Nam thấy được thiên phú và thực lực đáng sợ của Diệp Bắc Minh, liền hối hận. Nhưng hối hận thì đã làm sao? Bây giờ, Diệp Bắc Minh phải chết. Còn ông trời thì đã thế nào? Cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật rễ. Hạ Thiên Nam đã quyết định, ông ta quát lớn một tiếng, tất cả tránh ra cho tôi. Soạt! Những võ giả nhà họ Hạ nghe thấy lời này, giống như tóm được ngọn cỏ cứu mạng. Tất cả đều rút lui. Gia chủ hạ lệnh, cho dù bọn họ có chết cũng phải bao vây tấn công Diệp Bắc Minh. Nhưng thực lực đáng sợ của Diệp Bắc Minh sớm đã khiến bọn họ sợ đến sắp vỡ gan. Bọn họ không muốn đánh nữa, nhưng không thể không đánh. Hạ Thiên Nam nhảy vọt lên, xuất hiện trên không trung cao mấy chục mét. Như một tòa thái sơn, dẫm về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh quay lưng lại với Hạ Thiên Nam, dường như không phát hiện ra. Rất nhiều người nhà họ Hạ đều nở nụ cười hung dữ. Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Mẹ Hạ nhìn thấy ảnh này, điên cuồng hét lớn, con gái, Nhược Tuyết. Xin gia chủ nương tay. Bà ta bị người khác kéo lại. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh bỗng quay đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười băng lạnh, lão già, ông mắc bẫy rồi, chúng tôi đang đợi khoảnh khắc này đấy. Kinh lôi chảm. Soạt. Anh chém ra kiếm đoạn long trong tay, mang theo kiếm khí khủng bố. Chết rồi. Đồng tử của Hạ Thiên Nam co mạnh lại, biết mình đã mắc bẫy. Cơ thể già nua của ông ta vẹo sang một bên, định né tránh đường kiếm đó. Ầm ầm. Liền sau đó, một trận sấm sét bỗng nổi lên, từ trên trời giáng xuống, sắp chém lên người của Hạ Nam Thiên. Cơ thể người phàm đâu thể chống lại uy lực của sấm sét. Cho dù chỉ là một đường sấm sét to bằng cánh tay của người trưởng thành. Bỗng nhiên, Thiên Nam, cẩn thận. Sâu trong nhà họ Hạ vang lên một giọng nói. Cả hiện trường lập tức yên tĩnh. Nhưng đã muộn. Hạ Thiên Nam kêu thảm một tiếng, a. Cả người ông ta đen xì, nằm dưới đất như chó chết. Toàn thân co giật, bốc lên khói xanh, không còn sức sống. Suýt, tiếng hít khí lạnh. Làm sao có thể, Ngụy Kinh Phú hít một hơi khí lạnh. Toàn thân Đường Kình Thương chấn hãi, rốt cuộc tên nhóc này có thực lực gì? Sắp nghịch thiên rồi sao? Đám người nhà họ Hạ kinh hãi kêu lớn, gia chủ. Gia chủ, bố, ông nội. Tất cả mọi người đều chấn hãi, xông đến vây quanh thi thể của Hạ Thiên Nam. Nhóc con được lắm, dám giết gia chủ nhà họ Hạ tôi. Một giọng nói băng lạnh vô tình vang lên. Giọng nói này vô cùng bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh mang theo sát ý vô tận. Soạt, một người đàn ông chắp tay sau lưng đi trên không, đôi mắt như con dao, lướt nhìn tất cả mọi người có mặt,
Soạt. Trong chớp mắt, đám người đều sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người này. Đây là cảnh giới gì? Trái tim của tất cả mọi người đều run lên, đập mạnh không ngừng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, cậu nhóc, võ tông. Bốn chữ ngắn ngủi. Nói rõ tất cả. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm trọng hẳn lên. Lão Tổ. Lão Tổ xuống núi rồi. Tốt quá rồi, Lão Tổ, giết Diệp Bắc Minh đi. Đám người nhà họ Hạ tức giận hét lớn. Lão Tổ nhà họ Hạ. Khách mời có mặt đều kinh hãi. Suýt, cường giả võ tông. Đầu óc trống rỗng. Cường giả bình thường, cho dù là người trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu cũng phải run rẩy dữ dội. Vẻ mặt đầy sợ hãi. Vãn bối đứng thứ 7 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, bái kiến tiền bối võ tông. Vãn bối đứng thứ 5 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, bái kiến tiền bối võ tông. Vãn bối đứng thứ 13 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, bái kiến tiền bối võ tông. Vãn bối đứng thứ 4 bảng xếp hạng tông sư Á Châu, bái kiến tiền bối võ tông. Thụp thụp, thụp thụp. Các cường giả có mặt đều giống như lúa bị gặt đổ. Đồng loạt ngã xuống. Ngụy Kinh Phú của Long Hồn, bái kiến tiền bối võ tông. Đường Kình Thương của Long Hồn, bái kiến tiền bối võ tông. Phú Hào Tỉnh Xuyên Thục, bái kiến tiền bối võ tông. Mấy giây ngắn ngủi, trên cả quảng trường, ngoại trừ Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết, thì không ai còn đứng. Đôi mắt của lão tổ nhà họ Hạ như thương long, từ cao nhìn xuống Diệp Bắc Minh, cậu thanh niên, cậu rất to gan. Diệp Bắc Minh bình bĩnh, gan của tôi vốn dĩ đã rất to rồi. Ha ha ha, lão tổ nhà họ Hạ bật cười, không nhịn được gật đầu, rất được, cậu được lắm. Dám xông vào gia tộc cổ võ, từ xưa đến nay, cậu là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Đôi mắt Diệp Bắc Minh sững lại, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Không ngờ, lão tổ nhà họ Hạ nói, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ quỳ xuống, khấu đầu gia nhập nhà họ Hạ. Nhận tôi là tổ tiên. Tôi làm chủ ban Hạ Nhược Tuyết cho cậu. Hơn nữa, bắt đầu từ bây giờ, tất cả tài nguyên võ đạo của nhà họ Hạ, cậu sử dụng tùy ý. Gia chủ kế nhiệm của nhà họ Hạ, tạm thời để trống, đợi con của cậu và Hạ Nhược Tuyết trưởng thành, bất luận trai hay gái, nó cũng là gia chủ kế nhiệm. Toàn hội trường im phăng phắc. Đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn người. Lại có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh xông vào nhà họ Hạ, coi thường uy nghiêm của gia tộc cổ võ. Lão tổ nhà họ Hạ ra mặt, lại còn mời Diệp Bắc Minh gia nhập vào nhà họ Hạ. Vãi! Điên cuồng quá rồi! Đây là gia tộc cổ võ đó. Chỉ cần Diệp Bắc Minh gật đầu, là một bước lên trời. Tất cả võ giả có mặt, kể cả đám người Ngụy Kinh Phú, Đường Kình Thương, đều đỏ mắt, chỉ mong mình chính là Diệp Bắc Minh. Lập tức gật đầu đồng ý. Bọn họ lăn lộn cả đời, vừa mới có tư cách bước vào cánh cổng gia tộc cổ võ. Trở thành khách mời của gia tộc cổ võ. Diệp Bắc Minh lại có thể trực tiếp trở thành nòng cốt của gia tộc cổ võ. Đồng ý đi, mau đồng ý đi, một vài võ giả đã không nhịn được, miệng lẩm bẩm nói. Tự thay thế thân phận của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bật cười, xin lỗi, tôi từ chối. Soạt. Lúc này, tất cả mọi người đồng loạt soạt soạt ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Cái gì? Vãi, anh ta từ chối. Trời ơi, đây là cơ hội một bước lên trời đấy, vậy mà hắn lại từ chối, những người trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ lại thất vọng. Đúng thế. Bọn họ tự thay thế Diệp Bắc Minh, hy vọng Diệp Bắc Minh gia nhập nhà họ Hạ. Diệp Bắc Minh từ chối. Bọn họ cũng cùng thất vọng theo. Có võ giả tức giận nói, gia nhập nhà họ Hạ, chuyện tốt biết bao. Đỡ phải đi đường vòng cả đời. Không phải đỡ phải đi đường vòng cả đời, mà là đỡ phải đi đường vòng mấy đời liền. Đúng thế, có bao nhiêu võ giả cả đời cũng không thể bước vào ngưỡng cửa của gia tộc cổ võ. Diệp Bắc Minh, anh đừng gây trò cười nữa. Mau đồng ý đi, anh biết hai chữ cổ võ, có nghĩa là gì không, có người không nhịn được hét lớn. Diệp Bắc Minh chẳng thèm để ý đám người này. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng cười lanh lùng, gia tộc cổ võ, là cái gì chứ? Chỉ cần một năm, cậu đã có thể giết hết bọn họ. Lại còn cả đời, chẳng là cái gì hết. Đáng tiếc, mọi người không nghe thấy.
Sắc mặt lão tổ nhà họ Hạ sầm xuống nói, Diệp Bắc Minh, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Gia nhập, hoặc là chết, ông ta vẫn không muốn từ bỏ. Dù sao, Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, anh là thiên tài. Thiên tài đến mức khiến người ta thực sự không nhẫn tâm giết. Bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên, lão tổ nhà họ Hạ, muốn để sư đệ tôi đổi thành họ Hạ ư. Một con chó già, ai cho ông gan chó thế hả? Cái gì? Ai đang nói? Vãi! Tất cả mọi người đều thộn mặt. Quay đầu nhìn về hướng cổng lớn nhà họ Hạ. Ai mà to gan dám sỉ nhục lão tổ nhà họ Hạ là một con chó già như vậy? Diệp Bắc Minh cũng bất ngờ, quay đầu, chỉ thấy một cô gái, mặc chiến giáp, hùng dũng hiên ngang đi đến. Bát sư tỷ, Lục Tuyết Kỳ. Phía sau cô ấy là một đoàn thành viên đội thiên cơ, khí thế kinh người. Lục Tuyết Kỳ. Ngụy Kinh Phú và Đường Kình Thương hít khí lạnh. Đường Kình Thương gọi nói, Lục Tuyết Kỳ, cô điên rồi hả, nơi này là gia tộc cổ võ đấy. Lục Tuyết Kỳ không thèm để ý hai người. Bước từng bước đi tới, chặn trước người Diệp Bắc Minh, nói thẳng mặt lão tổ nhà họ Hạ. Trong tầm bắn của đại bác, chính là chân lý. Lão tổ nhà họ Hạ, 100 viên đạn hạt nhân đã chĩa vào nhà họ Hạ cổ võ. Hay là, chúng ta thử xem. 100 viên đạn hạt nhân. Vãi. Diệp Bắc Minh cũng thộn người, bát sư tỷ, đừng mang theo vật cưng thế chứ. Lục Tuyết Kỳ trừng mắt với anh một cái, đừng nói gì, để tỷ giải quyết. Ấy. Diệp Bắc Minh hơi bất lực. Cô. Sắc mặt lão tổ nhà họ Hạ cực kỳ khó coi. Nếu là thời đại phong kiến, gia tộc cổ võ chính là thần. Nắm giữ hoàng thất cũng không thành vấn đề. Nhưng xã hội hiện đại, rõ ràng không được. Tuy gia tộc cổ võ vẫn cường mạnh, nhưng khi đối diện với pháo đạn hiện đại, thì vẫn không đủ tự tin. Càng đừng nói là đạn hạt nhân. Cho dù là võ tông, cũng không dám đối diện với đạn hạt nhân. Ai cản nổi chứ? Lão tổ nhà họ Hạ âm lạnh nói, Lục Tuyết Kỳ, cô có biết mình đang nói gì không? Chúng tôi là gia tộc cổ võ, cô đang dùng đạn hạt nhân uy hiếp tôi sao? Nếu lão phu đến Long Đô, gặp mặt Long chủ các cô có biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Uy hiếp một cách trần trụi. Lục Tuyết Kỳ vẫn bình tĩnh, không hề lo sợ, ông nhiều lời quá rồi đấy. Ngụy Kinh Phú sợ đến tái mét mặt, ông ta dùng hết sức lực toàn thân xông ta khỏi đám đông. Chỉ vào Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ. Cô đang đùa với lửa đấy. Khi tôi về, sẽ dâng một bản tấu lên Long chủ. Lục Tuyết Kỳ thản nhiên trả lời, tùy ông. Cô. Ngụy Kinh Phú bị chọc tức đến á khẩu không nói lên lời. Sắc mặt ông lão nhà họ Hạ vô cùng khó coi, Lục Tuyết Kỳ, cô thực sự không sợ chết sao? Lục Tuyết Kỳ đang định lên tiếng. Diệp Bắc Minh bỗng bước lên một bước, đi đến phía trước Lục Tuyết Kỳ, lạnh giọng nói, ông đang uy hiếp sư tỷ tôi hả? Lão già, ông muốn chết phải không? Soạt, tất cả mọi người đều thót tim. Mí mắt giật liên tục. Lúc này... Tim gần như cũng ngừng đập. Diệp Bắc Minh lấy dũng khí ở đâu chứ? Lại nói lão tổ nhà họ Hạ muốn chết. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Lão tổ nhà họ Hạ cười lớn, một luồng khí thế đáng sợ ngưng tụ trên người ông ta. Những người trên quảng trường nhà họ Hạ cũng đang run rẩy. Tất cả mọi người đều kinh hãi cúi đầu, không dám nhìn lão tổ nhà họ Hạ. Giọng nói băng lạnh vang lên, Diệp Bắc Minh, cậu uy tiếp tôi. Ông ta gần như nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân Diệp Bắc Minh bùng phát ra một luồng sát ý, uy hiếp. Lão già nhà ông cũng xứng để tôi uy hiếp sao? Cho tôi 3 tháng, tôi sẽ giết ông như mổ chó. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, cậu nhóc, muốn tôi ra tay không? Tôi có thể cho cậu mượn sức mạnh của tôi để giết ông ta. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần. Những người có mặt đều thộn người. 2 tỷ đệ này. Rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai đây? Sao cứ cảm thấy như đang chơi đùa vậy? Đây là nhà họ Hạ cổ võ đấy. Lục Tuyết Kỳ nở nụ cười, rồi nhanh chóng nghiêm mặt. Cô ấy lạnh giọng nói, lão tổ nhà họ Hạ, hôm nay tôi phải đưa sư đệ của tôi đi. Hạ Nhược Tuyết, tôi cũng phải đưa đi. Nếu ông có ý kiến, có thể đến Long Đô tìm tôi. Nếu dám ngăn cản, xin lỗi, 100 đạn hạt nhân đang đợi ông. Để xem nhà họ Hạ các ông có ngăn được 100 viên đạn hạt nhân nổ không?
tôi không có thời gian chơi với ông. Lục Tuyết Kỳ nói xong. Rồi kéo tay của Diệp Bắc Minh, sư đệ, chúng ta đi thôi. Trước mặt rất nhiều người, hai người dẫn Hạ Nhược Tuyết trực tiếp rời khỏi nhà họ Hạ. Lão tổ nhà họ Hạ đứng tại chỗ, không dám ngăn cản thật. Tĩnh lặng như cái chết. Trên quảng trường nhà họ Hạ giống như đun sủi cảo, lập tức sôi sục. Có chuyện gì vậy? Nhà họ Hạ cổ võ mà để bị uy hiếp như vậy sao? Không phải chứ. Vãi. Rất nhiều khách mời đều ngẩn người, trong đám khách mời, không thiếu những cường giả hàng đầu trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu. Một cường giả trên bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu chắp tay cáo từ. Rồi quay người bỏ đi. Chúng tôi cũng xin cáo từ. Còn có việc, cáo từ. Đi trước đây. Đám quan khách tản đi như cá lội. Nhà họ Hạ. Sâu dưới lòng đất. Lão tổ nhà họ Hạ đi vào, một tiếng phốc vang lên. Ông ta quỳ rạp trước cửa đá, bố, tại sao không cho con ra tay? Tại sao lại bảo con thả bọn họ? Quá nhục nhã. Nhà họ Hạ cổ võ ta từ lúc nào phải chịu sự nhục nhã như vậy? Nếu con ra tay, Diệp Bắc Minh và Lục Tuyệt Kỳ chắc chắn sẽ bị giết. Lão tổ nhà họ Hạ không phục lắm. Một lát sau, phía sau cửa đá truyền đến một giọng nói già nua, con giết bọn họ xong, sau đó thì sao? Lão tổ nhà họ Hạ trầm xuống, sau đó, phía sau cửa đá tiếp tục truyền đến giọng nói, giết bọn họ, con chỉ sung sướng nhất thời mà thôi. Đối với nhà họ Hạ, không có bất kỳ ích lợi gì. Hơn nữa, bố đã nói với con rồi, không tiếc bất cứ giá nào để Diệp Bắc Minh gia nhập nhà họ Hạ. Rõ ràng con đã không làm được. Trong giọng nói mang ý tứ trách móc, lão tổ nhà họ Hạ sợ run người. Vội vàng dập đầu. Bố, là con sai. Lão tổ nhà họ Hạ nói, lúc ấy con thật sự không nhịn được, Diệp Bắc Minh quá kiêu ngạo. Được rồi, được rồi. Giọng nói sau cửa đá có chút không nhịn được, đừng chỉ biết dập đầu, con cũng là một võ tông, cần phải có cốt khí của mình. Vâng, lão tổ nhà họ Hạ dừng lại. Bố, thiên phú của Diệp Bắc Minh mặc dù nghịch thiên, nhưng bố cũng đâu đến mức xem trọng hắn như vậy. Hừm. Một tiếng hừ lạnh, con thì biết cái gì? Chưa đến vài tháng nữa, địa bàn Côn Luân sẽ khởi động. Chúng ta cần một thiên tài tiến vào địa bàn Côn Luân. Diệp Bắc Minh rõ ràng chính là kiểu thiên tài này, chẳng lẽ con không biết? Lão tổ nhà họ Hạ nhướng mày, bố, làm sao hắn so được với người của gia tộc cổ võ chúng ta? Diệp Bắc Minh rất mạnh, nhưng rõ ràng không bằng thanh niên nhà họ Long và nhà họ Tần. Phía sau cửa đá im lặng. Một lúc sau, một tiếng thở dài truyền tới, dù không bằng, cũng phải có cơ hội nhất định. Nếu như Diệp Bắc Minh tiến vào địa bàn Côn Luân, Hạ Nhược Tuyết lại người phụ nữ của hắn, chỉ ít hắn cũng có chút liên quan đến chúng ta, đúng chứ? Chỉ cần có một chút thôi, nhà họ Hạ cũng có thể kéo dài đến mấy trăm năm. Hai, lại là một tiếng than thở nặng nề, thế hệ này nhà họ Hạ gần như không có thiên tài nào. Cứ tiếp tục như vậy. Nhà họ Hạ sớm muộn cũng biến mất khỏi hàng ngũ gia tộc cổ võ. Diệp Bắc Minh, là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trên máy bay trở về Giang Nam, Lục Tuyết Kỳ thay đổi nét mặt. Em chính là người phụ nữ sư đệ chị thích. Mau để chị nhìn xem nào. Cô ấy thay bộ chiến giáp sang quần áo thông thường. Thân thiết kéo tay Hạ Nhược Tuyết, không rời mắt, xinh quá, mắt sư đệ đúng là không tệ. Sau này ai bắt nạt em? Cứ nói với chị. Chị giúp em đánh bọn chúng. Hai người phụ nữ nói xong. Diệp Bắc Minh ở bên nhìn. Tút tút tút. Đột nhiên. Điện thoại Diệp Bắc Minh reo lên. Alo, Lâm Thương Hải, thế nào rồi? Có tin tức của mẹ tôi không? Đầu dây điện thoại bên kia. Truyền đến giọng nói của một người đông doanh. Diệp Bắc Minh, thuộc hạ của mày lá gan lớn quá. Lại dám tìm đến địa bàn của tao. Tao thử chặt gãy một chân hắn trước mặt mày nhé. Hự. Một tiếng kêu đau đớn truyền tới. Lâm Thương Hải cắn răng, cố không phát ra tiếng kêu. Giọng nói của người đông doanh truyền đến, yô, xương cứng phết, phế cái chân còn lại của hắn. Hắc. Đầu dây bên kia vang dội một trận. Con người của Diệp Bắc Minh lại lần nữa lạnh như băng, Kimura Suke, tôi biết là ông. Cho ông một cơ hội, thả Lâm Thương Hải ra. Nếu không, tôi đảm bảo ông sẽ chết rất khó coi. Ha 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 ha.
Kimura Suke cười ra tiếng, khiến tao chết rất khó coi. Xin lỗi, Diệp Bắc Minh, mày phải thất vọng rồi. Tao đã ngồi trên máy bay quay về Đông Doanh, tao bây giờ sắp đến nơi rồi. Nếu mày có bản lĩnh, tao ở gia tộc Kimura Đông Doanh chờ mày. Khiêu khích, phách lối, kích thích. Ông ta đang dùng phép khích tướng, kích thích Diệp Bắc Minh. Một khi đối phương rối loạn, toàn bộ thế cục đều do ông ta nắm trong tay. Thủ đoạn này lần nào thử cũng đúng. Kimura Suke cười hắc hắc, cảng đảo là địa bàn của Long Quốc, tao không dễ hành động. Nhưng Đông Doanh thì khác. Diệp Bắc Minh, mày dám đến Đông Doanh không? Nếu mày sợ, không đến cũng được thôi, tao sẽ cắt một miếng thịt tên thuộc hạ này của mày trong một tiếng đồng hồ. Không biết hắn có thể kiên trì được mấy giờ. Không phận quốc tế. Một chiếc máy bay lao về phía Đông Doanh. Trong khoang máy bay, Lâm Thương Hải bị xích sắt xuyên thấu xương bả vai. Bất kỳ cao thủ võ đạo nào một khi xương bả vai bị đâm thủng, tu vi toàn thân không còn. Lâm Thương Hải lúc này bị hành hạ đến mức không thành hình người. Kimura Suke hạ lệnh, xẻo một miếng thịt của hắn cho ăn. Rõ. Một võ sĩ Đông Doanh gật đầu, kiếm samurai chém một nhát vào đùi Lâm Thương Hải. Một miếng thịt lớn bị cắt đi. À, dù Lâm Thương Hải là võ giả, nhưng vẫn không chịu nổi loại đau nhức này. Trán ông ta nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi toát ra như mưa. Gâu gâu gâu. Một con chó săn điên cuồng sủa. Ánh mắt đỏ bừng, khóe miệng chảy ra nước miếng. Kimura Suke ném miếng thịt bắp đùi của Lâm Thương Hải qua, con chó săn ăn ngấu nghiến. Diệp Bắc Minh nghe thấy âm thanh trong điện thoại. Sắc mặt lạnh băng đến cùng cực. Kimura Suke cười gằn nói, Diệp Bắc Minh, tao biết thân phận của mày, năm đó mẹ mày đã đến Đông Doanh. Chẳng lẽ mày không biết bà ta đến Đông Doanh làm gì sao? Còn có tên thuộc hạ này của mày, dù sao mạng hắn cũng không đáng tiền, mày không dám đến cũng được. Chỉ là hắn sẽ trở thành thức ăn cho thú cưng của tao. Lâm Thương Hải gào thét, thiếu chủ, đừng đến. Cậu đừng đến. Đây đều là âm mưu của Đông Doanh. Kimura Suke quát lạnh, chặt lưỡi hắn, để hắn câm mồm. Rõ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.